với những phụ huynh mong muốn cho con được học chương trình phổ thông Cambridge tại môi trường hiện đại và ưu việt của trường phổ thông Anh Quốc trực tuyến Nearside Global School. Chắc hẳn quý vị đang rất nóng lòng muốn biết trường phổ thông Nearside Global School triển khai chương trình phổ thông Cambridge như thế nào. Về vấn đề này, tôi xin mời ông Nguyễn Quang Minh có đôi lời chia sẻ. Cho Nearside cũng như là cho em ngày hôm nay. Để bắt đầu cái buổi hôm nay thì em có nói qua một chút thông tin về về cái lộ trình cái buổi hôm nay. Thì hôm nay sẽ đầu tiên sẽ chia sẻ một chút các vấn đề liên quan đến các bối cảnh của các cái chương trình giáo dục quốc tế để anh chị hiểu hơn về các chương trình giáo dục quốc tế hoặc là các chương trình giáo dục nói chung, và làm thế nào để mình lựa chọn một cái chương trình giáo dục phù hợp với con, sự công nhận của văn bằng Cambridge như thế nào và so sánh cái sự công nhận của văn bằng Cambridge với cả các văn bằng quốc tế khác, các chương trình quốc tế khác, trong đó có IB, trong đó có Pearson, những cái sự khác biệt như thế nào, một số các cái khác biệt cơ bản em có thể chia sẻ cho các anh chị. Và em cũng chia sẻ với anh chị về một lựa chọn giáo dục mới, đó là lựa chọn về Nearside Global School, là một trường phổ thông Anh Quốc trực tuyến mới được xuất hiện ở Việt Nam. Và cũng hy vọng rằng đây là một cái lựa chọn tốt cho các anh chị, các anh chị có thể xem xét. Và sau đó thì mình sẽ đến phần Q&A, là có thể là các anh chị đặt câu hỏi. Và nếu mà em có thể hỗ trợ được thì em sẽ dành thời gian để em chia sẻ các anh chị thêm. Một chút thông tin về bản thân em thì em tên là Minh. Hiện nay em đang làm nghiên cứu sinh tại New Zealand. Và em trước đây thì em có thời gian học tập và sinh sống tại Úc cũng như là hoàn thành các cái khóa học thạc sĩ tại Anh. Và em có 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục quốc tế. Thì đây là một cái lĩnh vực giáo dục quốc tế chứ không phải là giáo dục của phổ thông Việt Nam. Thế nên là cái kinh nghiệm của em nằm ở cái phần về giáo dục quốc tế nhiều hơn. Và hy vọng rằng là hôm nay em có thể có chia sẻ được một số các thông tin liên quan đến các chương trình giáo dục quốc tế, một trong những cái xu hướng hiện nay các phụ huynh đang rất là quan tâm. Hiện nay thì bên cạnh cái việc làm nghiên cứu sinh thì em cũng đang đảm nhiệm vị trí là giám đốc khu vực của tổ chức giáo dục Nearside. Và em là phụ trách khu vực Indochina, trong đó là có Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam. Và cũng rất là hy vọng rằng là cái buổi hôm nay sẽ có rất nhiều thông tin dành cho các anh chị. Trước khi bắt đầu thì mình cũng nói chuyện qua một chút về các cái thông tin liên quan đến cái bối cảnh, thông tin liên quan đến các cái câu hỏi mà phụ huynh hay quan tâm. Thì hiện nay trong cái giai đoạn này thì rất nhiều phụ huynh em thấy ở trên các diễn đàn, các phụ huynh luôn luôn chia sẻ với những câu hỏi như là mình nên chọn trường nào, mình nên chọn hệ nào, mình nên chọn chương trình giáo dục nào, và rất nhiều các câu hỏi liên quan. Tại vì là hiện nay các trường như em chia sẻ lúc nãy là bây giờ các trường có rất nhiều hệ, một trường thôi cũng đã có rất nhiều hệ rồi. Và có trường thì có cả hệ Mỹ, có hệ Anh, có trường có hệ Canada, có trường có hệ IB quốc tế. Thì cái sự khác biệt, sự giống nhau và khác nhau nó như thế nào? Cái hiện nay thì các cái sản phẩm giáo dục nó đang rất đa dạng. Và cái việc mà thông tin mình chưa nắm được đầy đủ thì mình cũng dẫn đến cái việc là mình chưa thể đưa được cái sự quyết định chính xác được, đúng không anh chị? Mình phải hiểu đúng, hiểu đủ thì mình mới đưa ra cái quyết định nó hợp lý. Vậy thì hy vọng rằng cái buổi hôm nay sẽ có cho anh các chị một số các cái thông tin để các anh chị có thể đưa ra quyết định phù hợp hơn. Ngoài ra thì có một số các cái chia sẻ của các phụ huynh rằng là thế nếu bây giờ con tôi học một cái chương trình quốc tế thì liệu con tôi sẽ bắt buộc phải đi du học hay sao? Con tôi có cần thiết là phải học chương trình quốc tế hay không nếu mà con tôi chỉ ở Việt Nam, không có ý định đi du học? Liệu cái đây điều đấy có cần thiết hay không? Cái đó cũng là một cái mà em sẽ hôm nay có thể chia sẻ với anh chị thêm. Có một cái vấn đề hiện nay mình nhìn nhận lại thì hiện nay chúng ta đang sống trong cái kỷ nguyên số. Chúng ta nói rất nhiều đến cái chuyện là công nghiệp, cách mạng công nghiệp 4.0. Và chúng ta đã nghe thấy rất nhiều các vấn đề liên quan đến cái việc là ngành nghề sẽ xuất hiện và những cái ngành nghề cũ sẽ mất đi. Chúng ta nghe rất nhiều đến cái việc là trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế con người. Chúng ta nghe thấy rất nhiều cái vấn đề như kiểu là thế giới trong tương lai sẽ rất là biến động, rất là mơ hồ và rất là khó lường, đúng không ạ? Chúng ta nghe rất nhiều các cái câu chuyện như thế này. Vậy thì khi mà mình định hướng và mình xác định lộ trình cho con thì mình nhìn thấy cái câu chuyện là mình phải nhìn vào về tương lai để mình xem là tương lai có cần những cái gì để trang bị cái hành trang cho con. Và em tin rằng là nếu mà các con được giáo dục đúng cách ở đây có nghĩa là đúng cả về mặt phương pháp và đúng cả về chương trình giáo dục, thì em nghĩ rằng các con hoàn toàn có thể thích ứng được và nhanh, thậm chí là nhanh chóng thích ứng với những thay đổi trong tương lai.
Thế thì đấy thì là hôm nay thì là em sẽ chia sẻ cái phần này. Thì nói về một chương trình giáo dục thì có bốn cái vấn đề chính của một cái vấn đề giáo dục. Thứ nhất là bốn cái trụ cột chính của giáo dục là gồm cái gì? Thứ nhất là gồm cái chương trình giáo dục, là curriculum, là một cái chương trình giáo dục. Và chương trình giáo dục là cái gì? Chương trình giáo dục sẽ là một cái nội dung liên quan đến các cái chuẩn về kiến thức và kỹ năng mà các con cần phải nắm được khi mà các con theo học một cái chương trình. Thứ hai là chúng ta có vấn đề về dạy, và chúng ta có vấn đề về học, và chúng ta có vấn đề về kỳ thi kiểm tra đánh giá. Bởi vì khi mà chúng ta đã học một cái chương trình rồi, chúng ta đã dạy một chương trình rồi, thì chúng ta sẽ có kiểm tra đánh giá. Và cái kiểm tra đánh giá này sẽ dẫn đến cái văn bằng, các cái chứng nhận, chứng chỉ liên quan đến cái kiểm tra đánh giá này. Và giáo dục ấy, mà cái chất lượng giáo dục thì được đảm bảo khi mà cả bốn cái trụ cột này có sự liên kết với nhau. Ví dụ chẳng hạn như là một cái trường mà dạy một cái chương trình chuẩn, nhưng cái chất lượng dạy và học mà không đảm bảo, thì cái đầu ra, cái kết quả đầu ra cũng không không phải là sẽ được đảm bảo. Anh chị phải rất chú ý cho em cái điều này. Khi mà các anh chị lựa chọn trường cho con ấy, thì việc lựa chọn cái trường dựa trên cái chương trình đào tạo mà trường đó cung ứng, dựa trên cái curriculum mà trường đó cung ứng, chỉ là một trong số những cái tiêu chí thôi. Mình vẫn phải quan tâm đến các tiêu chí về vấn đề dạy và tiêu chí về vấn đề học, và cũng như là để mình dự đoán xem cái tiêu chí đầu ra, cái assessment nó sẽ như thế nào. Và để nói về một chương trình giáo dục ấy, thì chúng ta nói đến là chúng ta hay nói đến cái chương trình giáo dục quốc gia. Chương trình giáo dục quốc gia thì là cái chương trình đưa ra những cái tiêu chuẩn giáo dục, các cái chuẩn về kỹ năng, chuẩn về kiến thức trong trong giáo dục. Và cái chương trình giáo dục này sẽ nêu rất rõ về vấn đề về về mục tiêu, nội dung kiến thức, mà phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá. Tất cả những cái đó là những cái tiêu chí chính nằm trong một chương trình giáo dục quốc gia, đúng không anh chị? Và khi mà các con hoàn thành một chương trình giáo dục quốc gia ấy, thì các con sẽ có một cái văn bằng quốc gia, văn bằng phổ thông quốc gia, văn bằng quốc gia. Thì cái văn bằng quốc gia này là cái gì? Là cái công nhận cho cái việc là con đã hoàn thành hoặc là con đã đạt được cái chuẩn giáo dục mà quốc gia đó xây dựng, mà cái bộ giáo dục hoặc là cơ quan giáo dục của quốc gia đó xây dựng. Và dựa trên cái chương trình giáo dục quốc gia này thì các trường mới xây dựng một cái khái niệm là một cái chương trình đào tạo của trường. Dựa trên chương trình giáo dục quốc gia thì xây dựng ra cái chương trình đào tạo của trường. Thì cái chương trình đào tạo của trường là gì? Là cái cách mà trường đó đảm bảo được cái yêu cầu về chuẩn kiến thức cũng như kỹ năng của chương trình giáo dục quốc gia. Đấy, họ ví dụ chẳng hạn như là giáo án giáo viên dạy như thế nào, cách dạy của giáo viên ra làm sao, cách bố trí về về các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động tăng cường như thế nào, rồi kể cả văn hóa của nhà trường ra làm sao, tất cả những cái đó là cái chương trình nó nằm trong cái khái niệm là chương trình giáo dục hay là chương trình giảng dạy của trường. Thì cái chương trình giảng dạy của trường này thì trong cái quá trình các con học ở trường ấy, thì các con sẽ có một cái khái niệm đó là một cái học bạ hoặc là cái bảng điểm, hay người ta gọi là academic transcript. Thì academic transcript là cái chứng nhận cho cái quá trình học tập của các con. Hai cái khái niệm này là hai cái khái niệm cực kỳ khác nhau. Một cái là văn bằng phổ thông, nó là một văn bằng. Một cái chỉ là một cái học bạ, một cái bảng điểm để mà chứng minh cho cái quá trình học tập của con tại trường thôi. Hai cái này là mình cần phải phân biệt, vì rất nhiều phụ huynh có những cái mình còn còn chưa rõ ràng về cái câu chuyện là thế nào là văn bằng và thế nào là bảng điểm, và bảng điểm và học bạ. Hai cái nó là khác nhau về về mặt định nghĩa. Một cái là dựa trên cái chuẩn giáo dục của quốc gia, một cái là dựa trên chương trình giảng dạy của cái trường đó. Thì thực ra nhìn mặt bằng chung trên thế giới ấy, thì các chương trình giáo dục quốc gia của các nước ấy, thì có những cái đặc thù riêng và tùy theo tính chất của hệ thống giáo dục quốc gia đó. Và mình có thể thấy là cái chương trình giáo dục quốc gia có sự khác biệt giữa các quốc gia với nhau. Em có cái bảng so sánh như sau. Ví dụ chẳng hạn như mình nói đến Việt Nam thì cái hệ thống giáo dục của Việt Nam là 12 năm, chia theo cái khung là 5 4 3, có nghĩa là 5 năm tiểu học, 4 năm trung học và 3 năm trung học phổ thông, đúng không anh chị? Và đơn vị mà phụ trách cái chương trình bên ở Việt Nam mình thì có một cái chương trình giáo dục quốc gia, có một cái national curriculum, có một cái chương trình giáo dục quốc gia, mà chương trình giáo dục quốc gia này được xây dựng bởi Bộ Giáo dục, đúng không ạ? Và ở trong hệ thống giáo dục Việt Nam ấy thì là cuối của trung học phổ thông, có nghĩa là lớp 12 ấy, thì học sinh sẽ có thể là hoàn thành cái tốt nghiệp trung học phổ thông, và cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông này sẽ do Bộ Giáo dục tổ chức. Và khi mà các con hoàn thành cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông này thì các con sẽ có cái chứng chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông, hay là người ta gọi là chứng nhận tốt nghiệp.
trung học phổ thông. Và cái này thì là do bộ à do sở tỉnh thành, sở giáo dục của tỉnh thành cấp, đúng không ạ? Còn ở Anh thì cũng khác. Ở Anh thì cái hệ thống giáo dục của Anh chia thành là theo cái mô hình là 6-3-2-2, 6 năm tiểu học, 3 năm trung học, 2 năm trung học bậc cao và 2 năm dự bị đại học. Đấy là 6-3-2-2. Và tổng của hệ thống giáo dục của Anh là 13 năm. Các con bắt đầu từ 5 5 tuổi, các con bắt đầu vào vào lớp 1. Và ở Anh thì cũng có chương trình giáo dục quốc gia. Mà chương trình giáo dục quốc gia này cũng do cơ quan giáo dục của Anh biên soạn. Thế tuy nhiên rằng ấy thì cái kỳ thi cuối ở Anh ấy, các kỳ thi mà lấy chứng nhận chứng văn bằng phổ thông của Anh ấy thì không phải là do Bộ Giáo dục của Anh tổ chức, mà họ xây dựng họ cho các cái người ta gọi là các hội đồng khảo thí, người ta gọi là exam board, là các hội đồng khảo thí tổ chức. Ở Anh thì có ba cái hội đồng khảo thí chính là AQA, OCR và Edexcel, là ba cái hội đồng khảo thí lớn nhất và được ủy quyền tổ chức các kỳ thi và cấp các cái văn bằng phổ thông của Anh Quốc. Và các văn bằng phổ thông của Anh Quốc này thì được Bộ Giáo dục công nhận. Đấy, khác với Việt Nam không anh chị? Ở Việt Nam thì là bộ phụ trách hết, còn ở đây thì là họ chia ra cho các cái đơn vị độc lập, các hội đồng khảo thí độc lập để tổ chức các kỳ thi cũng như là cấp văn bằng. Anh chị thấy cái này có một sự khác biệt nho nhỏ với Việt Nam đúng không ạ? Còn ở ở Mỹ thì sao? Ở Mỹ thì hệ thống giáo dục lại chia khác, khá là giống với Việt Nam, cũng là 12 năm nhưng lại chia cấu trúc hơi khác với cả 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 Việt Nam, gồm là 5 năm tiểu học, 3 năm trung học và 4 năm phổ thông. Đấy. Thế tuy nhiên rằng là có một điểm khác biệt cực kỳ lớn với cả chương trình Việt Nam, đó là ở Mỹ thì không có một cái chương trình phổ thông quốc gia. Người ta không có national curriculum, không có chương trình phổ thông quốc gia, và họ chỉ có các cái chương trình giáo xây dựng. Vì là ở Mỹ quá lớn, thế nên là từng bang sẽ có những cái chuẩn giáo dục riêng. Đấy, vì là mình nói là cái chương trình giáo dục là chuẩn giáo dục ấy, chuẩn giáo dục bao gồm là chuẩn kiến thức và kỹ năng riêng. Từng bang sẽ ra 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 cái quy định riêng. Tới năm 2010 ấy, thì ở Mỹ mới bắt đầu có một cái khái niệm là tiêu chuẩn giáo dục chung giữa các bang. Và cái này thì cũng là tùy tùy từng trường, các trường tự nguyện áp dụng hay không là tùy từng trường. Đấy. Ở Mỹ thì có một cái vấn đề nữa rằng là ở Mỹ sẽ không có một kỳ thi quốc gia, không có national exam, không có kỳ thi quốc gia, mà các cái bang tự quy định các cái kỳ thi riêng dành cho các bang. Có những bang thì người ta yêu cầu là có cái kỳ thi để tốt nghiệp phổ thông, có những bang thì không yêu cầu cái kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Đấy, và đa phần là không yêu cầu, đa phần là không yêu cầu, chỉ có một số bang là có người ta yêu cầu thôi. Và có một cái đặc điểm nữa rằng là cái high school diploma ấy, là cái văn bằng phổ thông ấy, cái văn bằng tốt nghiệp phổ thông ấy, thì lại do chính các đơn vị giảng dạy cấp. Đấy, do chính các trường sẽ cấp. Thế nên là cái giá trị bằng cấp ấy, cái giá trị bằng cấp ở Mỹ là nó phụ thuộc cực kỳ lớn đến cái chất lượng giáo dục của đơn vị đó, của cái trường đó. Mà cái chất lượng giáo dục của đơn vị đó thì được phản ánh bởi cái gì? Thứ nhất là được phản ánh bởi có đăng ký với cả cơ quan giáo dục tại tiểu bang nơi mà cái trường đó đặt trụ sở hay không. Cái thứ hai là trường đó có đạt kiểm định chất lượng giáo dục hay không. Đấy là hai cái tiêu chí cực kỳ quan trọng để đánh giá xem cái chất lượng hay là cái giá trị của bằng cấp mà cái trường đó cấp như thế nào. Đấy, đấy là cũng là lý giải vì sao ấy cái kiểm định giáo dục ấy đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở Mỹ. Mặc dù rằng là các trường không bắt buộc phải triển khai, không bắt buộc phải có kiểm định giáo dục, nhưng nó có đóng vai trò cực kỳ lớn để cái giá trị của cái diploma mà cái trường đó cấp cho các con. Đấy, thì cái trường Mỹ mà không được, trường ở Mỹ nhá, mà không được kiểm định chất lượng ấy, thì cái bằng ấy, cái diploma ấy mà cái trường đó cấp ấy thì cũng chỉ có giá trị nội bộ và khả năng được công nhận bởi các trường khác khi chuyển đổi tín chỉ ấy, hay là được công nhận bởi các trường đại học thì rất là thấp. Cái điều này là một cái điều rất là khác biệt với cả các hệ thống giáo dục khác. Ở Canada thì sao? Canada thì giống Mỹ, cũng 12 năm, 5, 3, 4. Thì cũng là do các bang tự xây dựng. Thế tuy nhiên rằng là cái ở ở Canada ấy thì cái độ chênh giữa các bang về chuẩn giáo dục ấy, về chuẩn kiến thức và chuẩn kỹ năng nó khá là được được giới hạn, bởi vì là nó được cái quản lý chung của một cái council. Đấy, một cái council chung để mà đảm bảo cho cái việc là các bang được xây dựng riêng nhưng cái chuẩn giáo dục này nó không bị chênh lệch quá với nhau. Đấy. Thì cái này có một cái điểm nữa là ở ở Canada thì cũng không có national exam, có nghĩa là không có kỳ thi quốc gia. Nhưng lại
đa phần các cái bang ấy thì là có một cái kỳ thi chung để mà lấy các cái chứng chỉ phổ thông. Và cái chứng chỉ phổ thông này hay chứng nhận phổ thông này này, cái diploma và certificate này thì sẽ được cấp bởi bang đó chứ không phải cấp bởi trường, khác hoàn toàn với Mỹ. Mỹ là do trường cấp, thì ở Canada thì do bang ấy cấp. Thế nên có cái khái niệm mà các anh chị có thể thấy, các anh chị đâu có nghe thấy ở Mỹ là người ta nói là US High School Diploma đúng không ạ? Các anh chị đâu có thấy là cụ thể đâu. Nhưng ở Canada thì anh chị thấy là Ontario Diploma đúng không ạ? Vậy là có nghĩa là cái bang đó, cái chứng chỉ đó, cái chứng nhận phổ thông đó là của cái bang đó cấp. Bang đó là bang Ontario. Đấy, thì cái đó là cái khác biệt giữa hệ thống giáo dục của Canada với cả hệ thống giáo dục của Mỹ. Úc thì về số năm thì là 642, có nghĩa là 6 năm tiểu học, 4 năm trung học và 2 năm phổ thông. Úc thì có một cái cũng một cái nó là cái sự tổng hòa của các cái quốc gia khác. Úc thì có chương trình giáo dục quốc gia, có National Curriculum. Nhưng thường thì chỉ có áp dụng từ foundation year đến năm năm lớp 10 thôi. Còn đến năm lớp 11, lớp 12, còn 2 năm cuối cấp ấy, thì hiện nay thôi nhá, là vẫn do các bang tự quyết định. Thế nên là chúng ta có thể thấy ở Việt Nam hiện nay có những cái khái niệm như kiểu là bằng phổ thông do bang Victoria cấp, bằng phổ thông do bang Nam Úc cấp. Đấy, thì những cái đó là những cái mà chúng ta thấy là do các cái bang cấp, cũng giống như ở Canada là cũng là do bang cấp. Đấy. Và nó chỉ có 2 năm phổ thông thôi, 2 năm cuối thôi. Đấy, các anh chị hình dung ra không ạ? Thì đó là cái mà cái này nó chỉ là một cái bảng thống kê mang tính là so sánh cơ bản thôi nhé các anh chị nhé. Nó không phải là cái để mà mình so sánh về chất lượng giáo dục nhé. Mình chỉ nói là đây ở đây là chỉ là cái so sánh liên quan đến cái cấu trúc, cái hệ thống và cái cách mà các cái quốc gia đó xây dựng các hệ thống giáo dục quốc gia cũng như là các chương trình giáo dục quốc gia và văn bằng phổ thông quốc gia của họ thôi. Nó không có tính so sánh về chất lượng anh chị nhé. Thì thế thì dựa vào cái này thì chúng ta có thể thấy có mấy cái điểm như sau. Thứ nhất ấy, là theo một cái nghiên cứu của Đại học Cambridge ấy, thì họ thấy rằng là các quốc gia ấy thì thường thay đổi các cái chương trình giáo dục quốc gia trong khoảng tầm 10 năm. Có nghĩa rằng là họ cập nhật về chuẩn giáo dục, họ cập nhật về chuẩn kiến thức cũng như là kỹ năng trong khoảng 10 năm. Vậy nghĩa rằng là gì? Nghĩa rằng là một bạn học sinh mà đang học năm 2020 ấy, thì sẽ đang học cái kiến thức được xây dựng từ năm 2010. Và cái điều này cũng có thể sẽ khiến cho các anh chị băn khoăn một chút, bởi vì là các anh chị có thể nhìn ra là các anh chị ngồi ngẫm lại một chút là 10 năm qua, 20 năm qua, thế giới có nhiều cái thay đổi không anh chị? 20 năm trước đây, em chỉ nói một cái ví dụ rất đơn giản là 20 năm trước đây thì ở châu Âu ấy thì là mỗi một quốc gia là một đồng tiền. Đến bây giờ thì tất cả các quốc gia dùng chung một đồng tiền. Đúng không ạ? 20 năm trước thì chúng ta nghĩ đến Internet, máy tính là một cái gì đó rất là xa xỉ và khó tiếp cận. Thì bây giờ nó là một cái rất là dễ dàng, một cái đời sống hàng ngày. Đúng không anh chị? Vậy là 10 năm, 20 năm là một cái gì đó, một cái khoảng thời gian tương đối dài. Và cái tốc độ thay đổi nó càng ngày càng nhanh lên. Đấy. Thế nên là việc các con đang ở năm 2020 nhưng học những cái kiến thức hoặc là những cái chương trình được xây dựng từ năm 2010 ấy, là những cái mà chúng ta cần phải xem xét, cần phải suy nghĩ. Cái thứ hai chúng ta có thể thấy là mỗi một quốc gia có một cái chuẩn giáo dục riêng. Chuẩn giáo dục riêng từ cái kiến thức họ yêu cầu, kỹ năng họ yêu cầu khác nhau. Cái này nó khác nhau cả về nội dung, khác nhau cả về 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 quy định, khác nhau cả về hệ thống giáo dục, khác nhau về cả về chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng. Đúng không anh chị? Đúng là em đã chứng minh cho anh chị thấy rồi. Rồi cả vấn đề là cái cách đánh giá của họ khác nhau. Có những quốc gia thì họ có cái kỳ thi chung, national exam. Có quốc gia thì không có kỳ thi chung. Có quốc gia thì văn bằng phổ thông do bộ giáo dục cấp. Có những cái nơi thì là chỉ là do bang cấp. Có những cái nơi thì lại do gì? Do các cái hội đồng khảo thí cấp. Còn thậm chí là ở Mỹ thì là không phải do các đơn vị đó cấp mà là do trường, đơn vị giáo dục cấp. Đúng không anh chị? Rõ ràng cái chuẩn chuẩn đầu ra, cái chuẩn văn bằng nó cũng khác nhau. Rồi kể cả cái kỳ thi, ngày thi, cái ngày thi cũng khác nhau. Ví dụ chẳng hạn như ở Việt Nam mình ấy, là tháng 7 là thi tốt nghiệp trung học phổ thông đúng không ạ? Tháng 6, tháng 7 là thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhưng ở New Zealand, như nơi em đang sống hiện nay ấy, thì là bình thường là rơi vào tháng 12. Đấy, mỗi một nơi sẽ có theo cái kỳ thi nó cũng sẽ khác nhau. Rồi kể cả vấn đề về cái sự công nhận văn bằng cũng sẽ khác nhau đúng không? Value, cái giá trị của văn bằng nó khác nhau. Cái này cũng có thể chúng ta, em cứ hay ví von nó hơi 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 cơ bản một tí để các anh chị có thể dễ hình dung. Ví dụ chẳng hạn như một đồng tiền, thì đồng tiền thì về cơ bản đồng tiền nó đều là đơn vị tiền tệ để mà dùng để thanh toán đúng không ạ? Nhưng cái giá trị của từng đồng tiền nó khác nhau. Giá trị đồng Việt Nam, giá trị đồng Mỹ, giá trị đồng Úc, giá trị đồng New Zealand khác nhau.
Vậy thì giá trị của văn bằng phổ thông cũng sẽ khác nhau. Về cơ bản hiện nay là thế giới đang đang hòa nhập, thế giới đang gọi là toàn cầu hóa, thế nên văn bằng phổ thông nào cũng có sự công nhận thôi. Em phải nói thực là tất cả các văn bằng phổ thông đều có được công nhận, ví dụ văn bằng phổ thông Việt Nam cũng được công nhận. Nhưng giá trị của văn bằng phổ thông Việt Nam có cao bằng những cái giá trị của các văn bằng phổ thông khác hay không, thì câu chuyện đó là câu chuyện mà mình có thể thể dễ dàng tìm ra được những lời giải giải thích, và tí nữa em có thể đưa ra một số ví dụ. Và ví dụ chẳng hạn như rất đơn giản, đây em có thể đưa ra ví dụ luôn, ở Anh nhé, học sinh Việt Nam mà hoàn thành chương trình lớp 12 của Việt Nam có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, có IELTS cao, vẫn phải học chương trình Foundation với các trường đại học top chứ không được vào luôn năm một đại học. Đấy, ở New Zealand cũng đang như vậy. Ở New Zealand đa phần các trường cũng không chấp nhận là học sinh với văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông Việt Nam có thể vào luôn được năm một đại học mà bắt buộc phải học các khóa chuyển tiếp. Đó, thì đó là cái mà mình nói đến câu chuyện giá trị của văn bằng. Ngoài ra thì chúng ta cũng có nói chuyện đến cái vấn đề là cái sự cạnh tranh của cái việc vào đại học. Thì hôm nay chúng ta cũng sẽ nói chuyện về vấn đề đó. Thì các cái ngành mà hiện nay đang rất là hot hiện nay, chẳng hạn như ngành về luật, ngành về y khoa, là những cái ngành rất là cạnh tranh. Thì những cái ngành cạnh tranh này thì việc mình sử dụng các cái văn bằng phổ thông mà không có nhiều giá trị ý, nó cũng sẽ ảnh hưởng cơ bản đến cái việc mình cạnh tranh một cái suất để có thể học các trường y cũng như là trường luật. Thậm chí là cái việc mà mình học những cái chương trình mà cái chuẩn kiến thức ấy, chuẩn kiến thức và chuẩn kỹ năng ấy không đáp ứng được cái đầu vào của các cái trường ngành y cũng như ngành dược ấy, thì có hoặc là ngành luật ấy, thì cũng là ảnh hưởng đến cái việc mình không thể vào được các trường đó, đúng không anh chị? Và cái này thì là một cái mà mình thấy rằng là hiện nay ấy, là đang có một cái khái niệm, đó là các cái kỳ thi nhé. Cái này nó không phải, à thực ra không phải là kỳ thi mà đấy là bài bài kiểm tra, mà là bài kiểm tra tuyển sinh, admission test. Các bài kiểm tra tuyển sinh này thì các anh chị có thể thấy rất phổ biến ở Mỹ, chẳng hạn như các bài như kiểu ACT, SAT là những cái bài mà người ta gọi là bài thi, à, bài kiểm tra, thực ra là test mà, nó là bài kiểm tra để đánh giá năng lực nhận thức của học sinh. Để tại sao lại phải có những cái bài này? Để bù đắp đi cái độ chênh lệch giữa các cái chương trình giáo dục về cái chuẩn giáo dục, đúng không ạ? Đấy, thì nó có cái khái niệm này. Bởi vì các chuẩn giáo dục bây giờ nó quá khác nhau, thì nên nó có những cái bài thi như vậy. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ muốn vào ngành ngành luật hay là kể cả ngành y, có những cái bài thi riêng dành cho những cái ngành này. Nếu mà học sinh muốn có cơ hội để cạnh tranh vào những cái trường có ngành luật cũng như ngành y, thì thậm chí rằng là có văn bằng phổ thông thôi chưa đủ, mà phải có thêm những cái chứng chỉ về tuyển sinh với các cái bài kiểm tra về tuyển sinh riêng, đặc thù riêng dành cho ngành đó. Đấy. Thế nên là không phải là cứ học một cái chương trình phổ thông quốc tế, hoặc là cứ học một cái chương trình phổ thông của Mỹ hoặc là của Anh là có thể dễ dàng vào trường luật hay là dễ dàng vào trường y. Cái này nó tùy thuộc vào cái điều kiện đầu vào của trường nó như thế nào. Và có một cái khái niệm nữa rằng là hiện nay thì thế giới nó đang toàn cầu hóa. Thì thế giới nó đang toàn cầu hóa thì nó có những cái nhu cầu rằng là gì? Là những cái người dân ở các quốc gia nó di chuyển dễ dàng qua lại với nhau, đúng không ạ? Và việc họ cũng có nhu cầu về giáo dục. Đó là một cái đầu tiên. Cái thứ hai là tốc độ thay đổi của công nghệ đang rất là nhanh. Việc mỗi một quốc gia phải tầm mất 10 năm đến 15 năm để mà thay đổi một chương trình giáo dục ấy, nó khiến cho cái câu chuyện là mình có thể không đáp ứng được với xu thế chung của tương lai. Cái thứ ba là bây giờ cái thế giới, cái văn hóa, các cái xã hội hiện nay đang trở nên là các xã hội đa văn hóa, multicultural. Thế nên là những cái xã hội đa văn hóa này ấy, thì dẫn đến cái việc rằng là có một cái nhu cầu là gì? Nhu cầu có một chương trình quốc tế. Đấy. Đấy, có một cái chương trình quốc tế, một chương trình giáo dục quốc tế, một chương trình mà được xây dựng với những chuẩn giáo dục, chuẩn kiến thức và chuẩn kỹ năng cho tương lai và với cái sự tập trung vào cái vấn đề quốc tế. Đấy. Thì cái này là một cái xu thế, một cái nhu cầu tất yếu. Và nhu cầu này thì không phải là mới đây mới có. Ví dụ chẳng hạn như ngay từ những năm 1960 đã có những cái khái niệm này rồi. Bởi vì từ những năm 1960 là đã có những cái việc di cư giữa các quốc gia với nhau và đã có những nhu cầu về chương trình quốc tế rồi. Ví dụ chẳng hạn như hiện nay là cái chương trình IB, là chương trình đấy là được xây dựng vào từ những năm 1960. Đấy. Và khi có một cái chương trình quốc tế rồi ấy, thì chúng ta có các cái văn bằng quốc tế, đúng không ạ? International qualification, chúng ta có văn bằng phổ thông quốc tế hoặc là văn bằng quốc tế. Và các quốc gia cũng thế thôi, các quốc gia cũng
có xu hướng là gì, quốc tế hóa cái chương trình của họ để làm gì, để có thể đem ra quốc tế cho sử dụng, cho quốc tế sử dụng. Đấy, ví dụ hiện nay thì cái chương trình mà nổi tiếng nhất hiện nay đó là cái chương trình về phổ thông quốc tế Cambridge, là phiên bản quốc tế của chương trình phổ thông của Anh, nhưng không phải do Bộ Giáo dục của Anh xây dựng mà do Đại học Cambridge xây dựng, do Hội đồng khảo thí Cambridge xây dựng, dựa trên thôi, nó chỉ dựa trên cái phổ thông của Anh Quốc thôi, chứ không phải là giống hoàn toàn cái chương trình phổ thông của Anh Quốc. Đấy, các anh chị hình dung ạ, có nghĩa là đây là phiên bản quốc tế của một chương trình quốc gia, chương trình của Anh, chương trình của Mỹ, chương trình của Úc hay Canada thì đều là chương trình quốc gia hết, chương trình của Việt Nam cũng là chương trình quốc gia. Và cái chương trình quốc tế nó có gì khác thì anh chị có cái bảng so sánh ở đây, các anh chị có thể dễ dàng hình dung. Chương trình quốc gia được xây dựng để cho cái quốc gia đó, cho bối cảnh của quốc gia đó. Chương trình quốc tế được xây dựng cho xu hướng quốc tế, cho bối cảnh quốc tế. Chương trình quốc gia thì được xây dựng để đảm bảo cái công bằng xã hội, công bằng về giáo dục. Tất cả những cái con người trong cái quốc gia đó đều được cái quyền tiếp cận đến giáo dục và đem lại một cái sự chuẩn chung. Đa phần các chương trình quốc gia được xây dựng ấy, để đem lại một cái chuẩn chung giáo dục cho toàn toàn cư dân của cái quốc gia đó, và cái sự consistent là sự cố định, sự ổn định. Còn chương trình quốc tế thì sao? Họ xây dựng để mà xây dựng ra những cái chuẩn giáo dục mang tính toàn cầu. Chuẩn ở đây là chuẩn cả về kỹ năng và chuẩn cả về kiến thức. Vì là mục tiêu của họ không phải là đào tạo những công dân của quốc gia đó, mà họ đào tạo những công dân toàn cầu với tư duy quốc tế. Đấy. Và chương trình quốc gia thì đa phần các chương trình quốc gia đều bị ảnh hưởng bởi vấn đề văn hóa, chính trị. Đúng không ạ? Đấy. Đấy là lý do vì sao các cái chương trình quốc gia, cái tốc độ thay đổi của nó chậm hơn so với các chương trình quốc tế. Chương trình quốc tế có thể thay đổi nhanh hơn, thậm chí là những chương trình Cambridge ấy, họ có thể update syllabus trong khoảng tầm từ 3 năm, hoặc thậm chí là 2 năm họ đã update syllabus thường xuyên rồi, để họ cập nhật những cái mới, cập nhật về những cái chuẩn kiến thức mới, phương pháp giáo dục mới. Ví dụ chẳng hạn như họ cập nhật về tính liên môn, họ cập nhật về sự công nghệ, họ tập nhật những cái kiến thức mới và những phương pháp giáo dục mới. Còn các cái chương trình quốc gia thì họ họ bị giới hạn rất nhiều, vì là khi mà thay đổi một chương trình quốc gia ấy, họ phải căn kè rất nhiều các cái yếu tố về xã hội, yếu tố về con người, yếu tố về văn hóa, yếu tố về lịch sử. Và điều mà khiến cho họ có thể thay đổi nhanh, nó rất là khó, nó rất nhiều các rào cản để họ có thể thay đổi nhanh. Và các chương trình giáo dục quốc gia thì thôi được xây dựng ra để mà đảm bảo cho cái câu chuyện là vào các đại học của quốc gia đó. Ví dụ chương trình của Bộ thì cái nơi đầu tiên mà công nhận chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam đó là các trường đại học của Việt Nam. Đúng không ạ? Họ xây dựng để đảm bảo được cái đầu ra là vào các trường đại học của Việt Nam trước đã. Chương trình của Anh cũng thế thôi, xây dựng ra để đảm bảo cái điều kiện để đầu vào các trường đại học của Anh. Ở Mỹ cũng thế, ở Úc cũng thế, ở New Zealand cũng thế, ở đâu cũng thế. Còn chương trình quốc tế thì họ xây dựng ra để tạo ra những cái để học sinh ấy đảm bảo được cái yêu cầu đầu vào của các trường quốc tế nói chung. Có nghĩa rằng là không bị giới hạn bởi vị trí địa lý. Anh học cái chương trình này, anh có thể vào được các cái trường đại học ở tất kỳ các nơi nào trên thế giới. Bởi vì sao? Bởi vì họ xây dựng các chuẩn giáo dục cao nhất, chuẩn về kiến thức và chuẩn về kỹ năng của toàn cầu. Và họ đưa những cái vấn đề về toàn cầu vào. Đấy, thế nên họ tạo ra những cái văn bằng phổ thông quốc tế mà được công nhận toàn cầu. Đấy. Và chúng ta có thể thấy một số các cái chương trình quốc tế mà chúng ta có thể thấy đây. Chương trình phổ thông quốc tế Cambridge là được xây dựng từ năm 1988. IB thì lúc nãy em đã nói là xây dựng từ năm 1960, và đến năm 1970 là cái năm đầu tiên, nếu em nhớ không nhầm là cái năm đầu tiên mà đưa vào chương trình này vào giảng dạy. Edexcel, rồi AP, rồi Fieldwork, và gần đây nhất là có ở Việt Nam bắt đầu có cái của Oxford bắt đầu đưa vào, thì em sẽ chia sẻ cái câu chuyện này sau. Còn còn các chương trình của quốc gia thì có chương trình của Mỹ, Canada đấy, Úc, rồi rồi các cái chương trình của Anh. Thì các anh chị phải chú ý cho em rằng là một điều là khi mà các trường ở Việt Nam nói là các trường dạy theo hệ Mỹ thì các trường đang dạy cái chương trình quốc gia của Mỹ. Đó không hẳn là chương trình quốc tế. Họ cái chương trình quốc gia đó là chương trình quốc gia đó được xây dựng cho Mỹ. Chương trình của Anh hoặc là chương trình của Úc cũng thế, họ sử dụng cái chương trình, cái giáo trình, cái chuẩn kiến thức được xây dựng cho cái quốc gia đó, quốc gia mà họ nhập khẩu về. Đấy, còn chương trình quốc tế, câu chuyện nó khác, có cái độ chênh ấy thì nó có thể không nhiều về mặt kiến thức. Nhưng nó có cái câu chuyện về câu chuyện là mục tiêu. Một cái thì xây dựng cho cái quốc gia đó, một cái xây dựng cho cái công dân toàn cầu. Đấy là mấy cái điểm mà em chia sẻ ở đây để các anh chị có thể dễ dàng hình dung cái sự khác biệt giữa một chương trình quốc gia
và một chương trình quốc tế. Và ở Việt Nam có khái niệm lúc nãy đấy, thì có anh chị chia sẻ là con đang học song bằng, con đang học song bằng. Thì ở Việt Nam thì có cái khái niệm là song bằng và song ngữ. Bởi vì sao? Bởi vì là hiện nay đa phần các trường ở Việt Nam đều đang dạy song song chương trình của bộ và một chương trình quốc tế đi kèm. Có thể là chương trình của Mỹ, có thể là chương trình của Anh, có thể chương trình của Cambridge, hoặc là các chương trình, nhưng mà họ dạy song song hai chương trình thì người ta gọi là song bằng. Tại sao lại song bằng? Song bằng nghĩa là gì? Học song song hai chương trình, đầu ra là hai văn bằng phổ thông. Tại sao lại có cái điều đấy xảy ra? Điều đấy thứ nhất là em có thể giải thích là vấn đề về 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 vấn đề pháp lý. Hiện nay thì là các cái trường tư thục, các trường có vốn đầu tư Việt Nam ấy, và các trường tư thục ấy, là thường là theo quy định của nếu em nhớ không nhầm là theo quy định của bộ ấy, là không được cắt giảm chương trình Việt Nam. Đấy. Còn các cái trường quốc tế thì họ có những cái chính sách linh hoạt để họ có thể cắt giảm chương trình Việt Nam, hoặc là họ chỉ dạy chương trình quốc tế thôi. Còn những cái trường nào mà có yếu tố Việt Nam thì bắt buộc 100% là phải dạy chương trình Việt Nam, chứ không được bỏ hoàn toàn chương trình Việt Nam. Đấy là cái yêu cầu bắt buộc. Thế nên các trường không thể bỏ được. Đấy là lý do vì sao họ phải dạy song song hai chương trình. Thứ hai là có một số trường thì dùng cái khái niệm song ngữ và một cái số trường thì dùng khái niệm song bằng. Tại vì song ngữ với song bằng khác gì nhau? Thực ra thì cái định nghĩa của song bằng à song ngữ là gì? Song ngữ thì được định nghĩa là một mô hình giáo dục mà ở đó kiến thức được dạy ấy, và học bằng hai ngôn ngữ. Đấy. Thì về bản chất thì song ngữ và song bằng nó có những cái trùng khớp với nhau. Nhưng nó có cái điểm khác nhau như sau, là thứ nhất là song 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 bằng ấy là họ dạy song song hai chương trình. Họ không cần quan tâm quá nhiều đến câu chuyện là mapping, có nghĩa là gì? Là xem là cái gì ở chương trình Việt Nam dạy, chương trình Mỹ dạy, cái gì trùng khớp nhau, cái gì không trùng khớp nhau, và cái gì dạy song song, có nghĩa là dạy song 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 hai ngôn ngữ. Thì cái đó là cái việc là họ chỉ cần dạy hai chương trình cùng lúc với nhau. Còn đối với song ngữ là gì? Song ngữ là họ phải làm một cái nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của song ngữ, đó là curriculum mapping. Làm gì? Họ là ngồi xem xét hai cái chương trình giáo dục đó, xem cái gì là trùng, cái gì không trùng, và cái gì sẽ dạy và cái gì không sẽ dạy, và họ xây dựng ra một cái bộ giáo trình ấy, một cái school curriculum ấy, một cái chương trình đào tạo ấy mà có sự tích hợp cả hai chương trình giáo dục. Đấy. Thế nên cái này là đòi hỏi, nếu mà để mà thành một trường song ngữ ấy, thì đòi hỏi công sức nhiều hơn. Đấy, đòi hỏi công sức về mặt 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 năng lực quản lý cũng như là năng lực chuyên môn ấy, sẽ nhiều hơn là việc dạy song song hai chương trình. Song song hai chương trình như kiểu mình đạp ấy, là mình cứ đi hai chương trình là cùng lúc với nhau. Nhưng còn song ngữ là gì? Họ sẽ có cái sự phân tích và tạo ra một cái chương trình tích hợp gồm cả kiến thức của Việt Nam và cả kiến thức của nước ngoài, và những cái kiến thức đó dạy bằng cả tiếng Việt và cả bằng tiếng Anh. Đấy. Rồi cả vấn đề về 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 xã hội nữa. Ví dụ chẳng hạn như là đa phần các trường đều muốn giữ văn hóa Việt Nam, muốn giữ cái truyền thống văn hóa Việt Nam, thế nên họ vẫn phải giữ lại một chút gì đó văn hóa Việt, có nghĩa là một cái chương trình của Việt Nam. Họ không muốn bỏ hoàn toàn chương trình Việt Nam đi. Và có một cái nữa rằng là cũng có liên quan đến cái vấn đề là có rất nhiều các anh chị mà có con học trường quốc tế nhé, cũng chia sẻ với em là: ôi em ơi, cháu nó học trường quốc tế mà cháu nó gần như là quên mất văn hóa Việt Nam, quên mất cái truyền thống Việt Nam. Nó lạc lõng trong chính quốc gia của nó. Đấy là cái lý do rất là cái em chị thấy cũng có tương đối các chia sẻ, mà rất nhiều các phụ huynh cũng đang chia sẻ với em ấy, là con học trường quốc tế đấy, con học chỉ học một chương trình thôi, con không học chương trình Việt Nam, con chỉ học chương trình quốc tế thôi, mà gần như là con lạc lõng với ngay cả đất nước của con. Đấy, thì đó là một cái vấn đề, đấy là lý do vì sao các trường có động lực để mà họ triển khai song song hai chương trình. Đấy, thì như chị Thi có chia sẻ, là chị Thi có bảo là hiện nay ở Việt Nam ấy thì đa phần các trường chỉ dạy song bằng thôi, đúng ạ. Thì đa phần các trường ở Việt Nam hiện nay đang dạy theo cái hình thức song bằng. Rất ít trường mà bỏ công bỏ sức ra để xây dựng một cái chương trình song ngữ. Bởi vì để xây dựng một chương trình song ngữ, họ thứ nhất họ cần phải chuyên gia, họ có chuyên gia về song ngữ. Thứ hai là họ phải tạo ra một cái không gian về cái như lúc nãy em đã nói đấy, school curriculum, mà có tính tích hợp cả Việt Nam và cả quốc tế. Thì cái này nó đòi hỏi rất rất nhiều công phu, cả về văn hóa nữa cơ. Văn hóa nhà trường, cái culture của cái trường đó cũng phải điều chỉnh để mà trở thành một trường song ngữ. Thực ra song bằng là bước đầu tiên, em cứ nghĩ đơn giản là một cái bước đầu tiên tiệm cận với song ngữ, tiệm cận. Còn đạt được song ngữ hay không thì nó tùy, mình phải phân tích thêm với các trường để mình tính. Còn một cái vấn đề nữa là vấn đề về marketing, vấn đề về marketing trong giáo dục.
Thì thứ nhất là đa phần, thực ra mình quay lại câu chuyện của phụ huynh. Phụ huynh Việt Nam thì đa phần cũng muốn rằng là con an toàn, an tâm cho phụ huynh. An tâm cho phụ huynh nghĩa là gì? Ôi con cứ học cái chương trình này, mà con học ở cái trường song ngữ hoặc là trường song bằng ấy, thì sau này con mà không theo được chương trình quốc tế thì con có thể về chương trình Việt Nam con học được. Đúng không ạ? Các anh chị ở đây, các anh chị có thừa nhận đấy không ạ? Có nghĩa là anh chị cũng muốn cái sự an tâm trong 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 tâm hồn của mình, có nghĩa là các anh chị cũng muốn sự an toàn. Thế thôi, nhưng cái câu chuyện ở đây em phải chia sẻ với anh chị là an toàn cho bố mẹ thôi. Còn đứa trẻ ấy, thì đôi khi nó cần sự phù hợp. Nó chỉ cần chọn một thôi, cái nào phù hợp với nó. Chứ nó lại không quan tâm đến cái vấn đề an toàn. An toàn ở đây là mình phải thừa nhận là an toàn, an tâm cho bố mẹ thôi. Đấy, chứ không phải là hẳn cho, là cho các con đâu. Đấy, đôi khi là chọn một hướng đi phù hợp với con ấy thì tốt hơn rất nhiều. Hơn nhiều so với cả việc bắt con gánh hai chương trình chỉ để đổi lại cái sự an tâm của bố mẹ. Đấy. Cái này là một cái em chia sẻ em rất là thực tế với anh chị, là đôi khi đấy là do mình cảm thấy rằng là bây giờ thậm chí là có rất nhiều trường mà bố mẹ cho con học trường trường song ngữ rồi mà cứ lo là trời ơi nhỡ mà sau này con học cái hệ này thì sau này con liệu con ra học trường chuyên được hay không, nhỡ mà gia đình gặp vấn đề về về tài chính thì liệu rằng con có tiếp tục theo con đường này được hay không, con có về được trường công học hay không, con có về được chắc trường tư thục khác phải học hay không, đúng không ạ? Các anh chị đều có những cái lo lắng như vậy. À, và có một cái vấn đề rất lạ là gì, là cái trường quốc tế họ dạy một chương trình thôi nhưng học phí của họ cao hơn là một cái trường dạy hai chương trình, một cái hơi nghịch lý đấy. Ở một cái trường mà dạy hai chương trình thì học phí lại rẻ hơn là dạy một chương trình thì đấy là một cái nghịch lý đấy, thì đấy là một cái mà mình cũng phải xem xét là vì sao lại có cái chuyện đó đấy. Vì sao một cái trường cũng dạy chương trình KEM, chẳng hạn như có một cái trường quốc tế dạy cũng là dạy chương trình Cambridge mà họ học phí đến 450 triệu, mà trong khi đó một cái trường song bằng cũng dạy chương trình Cambridge lại còn dạy song song với chương trình của Việt Nam mà học phí chỉ có 5 triệu một tháng. Đó, đó là cái vấn đề. Đấy là cái đấy là một cái mà mình hiểu rằng là lý do vì sao có xuất hiện những cái mô hình như kiểu song ngữ hoặc là mô hình như kiểu song bằng. Đúng không anh chị? Và làm thế nào để chọn một cái chương trình cho con, phần thứ tiếp theo em cũng chia sẻ với anh chị. À, sau mỗi phần nếu mà anh chị có câu hỏi thì anh chị cứ thoải mái chia sẻ vào trong cái group chat nhé. Thì em trong cái quá trình em nói thì em sẽ lồng ghép các anh chị vào để mà các anh chị có thể trả lời các anh chị được cái câu băn khoăn của anh chị trong quá trình nhé, để mình có tương tác với nhau ấy. Vấn đề câu chuyện đây là làm thế nào để chọn một chương trình phù hợp. Hôm nay thì có mấy cái chương trình em nêu ra ở đây các đều là chương trình quốc tế thôi. Là chương trình IB, chương trình Cambridge, chương trình Edexcel, đấy là ba cái chương trình hôm nay em sẽ tập trung để so sánh. Thì trước khi em đưa ra so sánh, trước khi đưa ra lời khuyên hay là trước khi em đưa ra những cái nhận định riêng ấy, thì em cũng chia sẻ với anh chị một cái mô hình này rất là phổ biến trong giáo dục. Đó là mô hình ASK. Mô hình ASK. Mô hình ASK là mô hình như nào? Mô hình ASK là một mô hình xây dựng để mà gọi là hay nói về giáo dục, ta hay nói về mô hình ASK này. Thì mô hình ASK gồm 3 cái yếu tố. Thứ nhất là kiến thức. Là những cái gì? Những cái kiến thức là những cái lõi như kiểu facts and figures, những cái lõi. Đúng không ạ? Thì những cái kiến thức này thì được cung cấp ở đâu? Đầu tiên vẫn là chương trình giáo dục. Chính chương trình giáo dục cung cấp cho các con cái kiến thức này. Đúng không anh chị? Kiến thức về toán, kiến thức về lý, kiến thức về hóa. Đấy, các kiến thức. Cái thứ hai là S. S là gì? S là kỹ năng. Đúng không ạ? Thì các kỹ năng này thì được xây dựng được các con thu thập ở đâu? Một là cũng trong cái chương trình giáo dục. Một số các chương trình giáo dục đã lồng ghép các kỹ năng vào đó. Ví dụ chẳng hạn như là để học cái kiến thức này, con cần phải có cái kỹ năng phân tích tình huống, con phải có kỹ năng về giải quyết vấn đề, con phải có kỹ năng về về phân tích đánh giá. Đấy. Thì một số các chương trình giáo dục đã lồng ghép cái kỹ năng vào trong cái chương trình của họ. Ngoài ra thì cũng có các trường cũng xây dựng các cái chương trình chẳng hạn như chương trình nâng cao, chương trình ngoại khóa để mà bổ sung các cái kỹ năng cho con. Đúng không anh chị? Các hoạt động ngoại khóa để bổ sung các kỹ năng cho con. Và có một cái nữa, cái kỹ năng này thì được cái kiến thức ấy thì được xây dựng qua cái chương trình giáo dục, cái cách con học. Còn kỹ năng thì làm sao? Kỹ năng được xây dựng qua cái trải nghiệm của con. Thường là bạn nào có càng nhiều trải nghiệm thì càng có nhiều kỹ năng. Hiện nay thì em đang thấy là các phụ huynh ấy thì thường bị cuốn hút bởi cái này, bởi kiến thức. Đang đa phần bị cuốn hút bởi kiến thức là nội dung học của một chương trình. Đấy. Thành ra là có một cái hiện tượng như này này,
là các anh chị là hay đi so sánh các cái chương trình với nhau. Mà các anh chị so sánh thì đa phần là so sánh kiến thức. Chẳng hạn như có em thấy trên các diễn đàn các anh chị hay chia sẻ là ôi cái này chương trình Mỹ dạy này, cái này chương trình này không dạy này, ôi cái này chương trình các chương trình kia. Đấy, các anh chị hay đi so sánh về kiến thức. Và luôn luôn có một cái lo lắng trong trong tâm khảm của anh chị là luôn luôn lo lắng là gì? Là con bị hỏng kiến thức. Nào lo lắng con bị hỏng kiến thức. Và từ đó làm sao? Từ đó lại tìm cách bổ sung thêm kiến thức cho con. Em thấy có những cái trường hợp là phụ huynh là học cả chương trình Cambridge cũng như học cả chương trình Mỹ. Có những phụ huynh học cả chương trình IB, có cả chương trình Mỹ. Có những cái phụ huynh là học cả chương trình A, chương trình B cùng một lúc. Đấy, vì các anh chị lo là các con bị hỏng kiến thức. Và các anh chị có cái xu hướng là bổ sung kiến thức cho con. Theo em ấy, thì cái kiến thức ấy, thực ra nó đã vốn phong phú rồi. Đúng không ạ? Kiến thức bây giờ rất là đa dạng, rất phong phú. Bây giờ chỉ cần thay đổi cách tiếp cận thôi, thì kiến thức nó đã khác rồi. Đúng không anh chị? Cùng một nội dung này thôi, nhưng thay đổi cách tiếp cận là đã trở thành một kiến thức mới rồi. Thế nên kiến thức vốn đã rất đa dạng. Đúng không anh chị? Thế nên là việc một cái chương trình giáo dục nhé, mà không dạy kiến thức này, hoặc là không có môn này, không có nghĩa rằng là chương trình đó không bằng chương trình khác. Các anh chị lưu ý cho em phần này. Việc đánh giá so sánh kiến thức ấy, thì các anh chị hãy để cho các công tác chuyên môn, những người có chuyên môn và các người có cái góc nhìn tổng thể ấy, người ta đánh giá. Còn đừng so sánh theo cái kiểu là ôi cái này có, cái kia không có. Thì nói thực với anh chị, chạy đua theo kiến thức không bao giờ các anh chị chạy theo được với cái thời kỳ công nghệ và thời kỳ kỷ nguyên số như hiện nay. Thời kỳ kỷ nguyên số như hiện nay thì kiến thức phải là cái cũng là cái quan trọng nhưng không phải là quan trọng nhất. Đấy. Các anh chị đừng lo lắng việc nhồi thêm kiến thức mà hãy dành thời gian bồi dưỡng kiến thức cho con. Cái chương trình mà con học ấy, hãy dành thời gian để bồi dưỡng cái kiến thức cho con và dành thời gian để con phát triển kỹ năng. Kỹ năng về tư duy, kỹ năng mềm, rồi kể cả về thể lực của con. Với cái xu thế học 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 người ta gọi là lifelong learning ấy, học suốt đời ấy, thì các anh chị đừng chạy theo kiến thức. Và càng về sau theo cái kỷ nguyên số thì kiến thức nó sẽ càng cái tầm quan trọng của kiến thức sẽ càng ngày càng giảm xuống. Thời kỳ trước đây 10 năm trước, 20 năm trước, kiến thức là số 1. Kỹ năng chưa cần thiết. Đấy là một cái lý do vì sao các anh chị là thấy được cái hiện tượng ấy. Ngày xưa có bằng đại học ra trường có việc. Nhưng bây giờ có bằng đại học thủ khoa ra trường vẫn thất nghiệp bởi do thiếu kỹ năng. Và có một cái nữa, trong mô hình ASK có một cái nữa đó là cái thái độ. Đấy, attitude. Cái thái độ định nghĩa là gì? Là cái suy nghĩ và cái cảm xúc của mình về một vấn đề. Đấy. Cái cảm xúc mà mình có vấn mà mình cảm cái xu hướng cảm xúc của mình, cái xu hướng thái độ của mình. Đấy, em xin lỗi vì em vẫn đang nhìn cái đoạn chat thế nên em hay bị mất tập trung. Thì thực ra ấy, thì cái attitude thì nó là cái thái độ và phải nói thực là cái đấy là cái xu hướng tính cách, đúng không anh chị? Ví dụ chẳng hạn như là tò mò này rồi ham học hỏi này, tất cả những cái đó là những cái về xu hướng về tính cách. Thì cái xu hướng về tính cách này thì các anh chị có đánh giá được hay không? Cái kiến thức anh chị đánh giá bằng gì? Cái kiến thức đánh giá bằng bằng bài thi đúng không ạ? Kỹ năng anh chị cũng có thể đánh giá được bằng bằng cái cách các con làm ra. Còn còn thái độ của các con hoặc là xu hướng tính cách của các con đánh giá được không ạ? Bây giờ cũng có đánh giá rồi đúng không ạ? Chúng ta có bài kiểm tra đánh giá tính cách đúng không ạ? MBTI, DISC, SC đấy đúng không? Rồi là có Holland, rồi Big Five, tất cả những cái bài thi đó, cái bài kiểm tra đó là để gì? Để đánh giá tính cách của con, đánh giá xu hướng tính cách của con. Đúng không ạ? Và cái thái độ này là cái cực kỳ quan trọng. Nhưng cái thái độ này ấy, nó có thay đổi. Có nghĩa là nó thay đổi theo thời gian. Nó cũng thay đổi theo theo trải nghiệm của các con, theo cái skill của các con. Các con càng trải nghiệm nhiều thì cái thái độ của các con càng khác. Các con học càng nhiều thì thái độ các con càng khác. Đúng không anh chị? Và cái việc học này là phải học học đúng nhá. Kỹ năng này cũng phải là kỹ năng đúng. Thì khi mình học đúng, kỹ năng đúng thì chắc chắn thái độ của mình sẽ cải thiện. Đúng không anh chị? Đấy. Thì đó là cái việc là mình lý do vì sao mình cần phải bổ sung cả kỹ năng, kiến thức và mình phải đảm bảo là cái chương trình học của con ấy là phải là chương trình cung cấp cho con kiến thức thực và kiến thức cần thiết cho tương lai. Đừng đừng chỉ dựa vào một cái chương trình mà kiến thức hàn lâm quá mà không phù hợp với tương lai của con thì nó không phù hợp, nó không liên quan đến tương lai của các con thì nó cũng không bổ ích cho các con đâu. Đấy. Và có một cái nữa em bổ sung vào cái mô hình ASK này, đó là cái người ta gọi là cái em gọi là P
P là personal values, em gọi nó là cái nhân cách. Thì cái nhân cách này thì là cái mà các con cái lõi của các con. Đấy, cái nhân cách này thì là cái cực kỳ quan trọng về cái câu chuyện là cái hạt giống ấy, cái hạt giống ấy, về tính cách của các con, về 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 cái tâm của các con. Thì thực ra thì cái này mình có thể dẫn dẫn ra là việc là có kiến thức, có kỹ năng, có thái độ tốt, nhưng mình phải có cả một cái nhân cách tốt nữa. Thì cái giáo dục nhân cách này ấy, thì là cái cực kỳ quan trọng, và thường thì là các trường ở Việt Nam mình đang đang làm rất tốt, một số các trường đang 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 đưa cái giáo dục về đạo đức vào trong cái chương trình đào tạo để bổ sung cho cái chương trình quốc tế, cũng như là bổ sung cho chương trình của bộ, là mình có một cái chương trình để đào tạo nhân cách cho các con. Thì đó là một cái mà em nghĩ rằng cũng rất là xu thế, rất là phù hợp. Và một câu chuyện tiếp theo nữa là các cái trường đại học trên toàn thế giới ấy, thì họ kỳ vọng cái gì? Thứ nhất, tất cả các trường đại học trên thế giới mà trường top nhé, có thể là để điều kiện đầu vào, có thể là để học bổng, thì họ cần cái gì? Thứ nhất là họ cần về năng lực chuyên môn, đúng không ạ? Năng lực chuyên môn thể hiện qua gì? Thể hiện qua bằng cấp của các con, chứng nhận điểm số của các con, điểm số của các con và con tốt nghiệp loại giỏi lại khá đấy. Thứ hai nữa là gì? Học bạ ở các con, xem có quá trình học của con như thế nào, đúng không anh chị? Rồi thậm chí có một số trường người ta yêu cầu cả những cái kỳ thi tuyển sinh, cái bài kiểm tra tuyển sinh như em đã nói đấy, cái kết quả bài thi kiểm tra tuyển sinh chẳng hạn như SAT, ACT. Có những cái nơi thì người ta yêu cầu rằng là có những cái giải thưởng, chẳng hạn như là con được học sinh giỏi toàn quốc, hoặc là con được giải giải này giải kia. Đấy, liên quan đến vấn đề học thuật của con, chứng minh về năng lực học thuật. Nhưng năng lực học thuật thôi bây giờ chưa đủ. Để mà được vào cái trường top trên thế giới hoặc là để được học bổng ấy, con cần phải chứng minh cái thứ hai, đó là cái năng lực lãnh đạo của con. Có hai cái kiểu năng lực lãnh đạo, một cái kiểu năng lực là sáng tạo ra. Ví dụ chẳng hạn như con lập ra một câu lạc bộ, hoặc là con lập ra một cái dự án mà cái dự án đấy tạo ra doanh thu, hoặc là tạo ra một cái ý nghĩa cộng đồng, thì con tự sáng tạo ra. Hai là con được tham gia là trở thành nhóm trưởng của một cái câu lạc bộ của trường. Đấy, có hai cái hình thức để mà chứng minh cái năng lực lãnh đạo của con. Một là cái con tự sáng tạo ra, hai là con làm lãnh đạo cho cái tổ chức của con, cái nơi mà con học tập, cái trường của con. Chứng minh bằng cái gì? Con phải chứng minh bằng là cái mà con cái leadership của con ấy phải rất là authentic, là phải thực tế và phải phải chắc chắn và phải có lâu dài. Chứ chẳng hạn như con làm lớp trưởng có một kỳ thôi, là lớp trưởng có một tuần thôi, thì nó chưa đủ thời gian. Thế nên mình phải chứng minh rằng là mình có một cái quá trình mình làm lãnh đạo, mình làm leader. Đấy. Và một cái mà mình có thể chứng minh qua vấn đề là chứng chứng minh qua các certificate, các chứng chỉ, hoặc là kể cả thậm chí những cái giải thưởng này, giải thưởng kia. Mình cũng có thể chứng minh qua cái việc là mình có cái kỹ năng về lãnh đạo này. Và một cái nữa đó là cái kỹ năng về 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 hoạt động ngoại khóa. Thì các kỹ năng về hoạt động ngoại khóa này thì có những cái kỹ năng, ví dụ chẳng hạn như là kỹ năng về học thuật. Kỹ năng về học thuật này thì cũng không hẳn liên quan đến cái vấn đề về năng lực học thuật đâu nhé. Về kỹ năng về học thuật này thì có thể rằng là những cái con thi các cái kỳ thi về trí tuệ. Đấy, các cái thi về trí tuệ thì cái đấy cũng là một cái mà các con có thể bổ sung vào hồ sơ. Các cái vấn đề về xã hội chẳng hạn như con tham gia các volunteering, hoặc là các cái người ta gọi là tình nguyện xã hội. Con trở thành các activist, có nghĩa là các cái nhà hoạt động cộng đồng, các cái nhà đấu tranh cho một cái ý nghĩa, một cái sự tiến bộ của xã hội. Hoặc là kể cả những cái con mà định hướng vào những cái ngành về thể dục thể thao hoặc là về nghệ thuật, thì các con có thể là cung cấp thêm những cái chứng nhận liên quan đến các hoạt động ngoại khóa của các con về cái lĩnh vực đó. Con tất nhiên là con vẫn giống như thế này thôi, con vẫn phải chứng minh là con có một cái bề dày. Hiện nay thì em có thấy hiện nay có một cái hiện tượng như này, là đa phần các con tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa nhưng các con không sâu, có nghĩa con chỉ đạt được cái số lượng thôi nhưng cái chất lượng nó không không sâu. Cái chất lượng không sâu này chứng minh bằng cái gì? Chứng minh bằng cái interview. Đôi khi người ta interview con người ta biết, hoặc là cái personal statement của con viết theo tiếng liệt kê chứ con không viết đủ sâu. Thế nên em thì em khuyến nghị các học sinh, khi mà nhờ em tư vấn thì em lại khuyến nghị các học sinh là tham gia ít thôi nhưng chất, có nghĩa là tham gia một hoạt động về vấn đề về nhân quyền, hoặc là tham gia một hoạt động về vấn đề bình đẳng giới, thì hãy nghiên cứu sâu về vấn đề bình đẳng giới. Hãy tham gia những cái chuỗi hoạt động xung quanh liên quan đến vấn đề bình đẳng giới. Đừng tham gia dàn trải ra, xong rồi đến khi mà phỏng vấn hay là đi viết personal statement thì chẳng hiểu vì sao mình làm cái đó. Cái đó không tốt cho các con. Em thì em khuyến nghị rằng là không nên tham gia nhiều. Có thể thời gian đầu ấy, thời gian mà tầm trung học cơ sở ấy, tham gia nhiều
để các con biết được là con thích gì, con có cảm thấy ý nghĩa gì. Nhưng mình hãy dành thời gian để reflect với nhau. Reflect là cực kỳ quan trọng nhé, phản chiếu lại. Sau mỗi một đợt các con làm ấy, các gia đình nên dành thời gian nói chuyện với con để tại sao con đã tham gia cái này, con cảm thấy cái gì con học được, cái gì con chưa học được, con cảm thấy ý nghĩa ra làm sao. Hãy dành thời gian nói chuyện với con để mà con hiểu sâu hơn về cái con làm, và sau đó hãy chọn cho con một con đường, hoặc là con để con chọn một con đường và đi sâu về con đường đó nhé. Em không khuyến nghị rằng là mình tham gia cứ cứ nhiều nhiều nhiều, cứ nộp chồng certificate xong rồi đến khi hỏi chẳng hiểu mình đang làm cái đấy để làm cái gì. Em thấy rất nhiều trường hợp như vậy. Và cái một cái nữa đây, đấy là về đạo đức nhé, về personal character. Thì cái này là một cái về đạo đức, cái này là một cái mà chứng minh ở cái tính cách của các con, sự trưởng thành của các con, rồi rồi kể cả vấn đề về 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 cái người ta gọi là cái thực tâm của các con. Cái này là giá trị nhân cách của các con. Rất nhiều các hoạt động như này, rất nhiều bạn có rất nhiều các cái đầy đủ, nhưng cái lõi vẫn chưa có. Các bạn chưa hiểu sâu, các bạn chưa thực sự hiểu về các bạn làm. Cái điều đó cũng không nên. Đấy. Và các bạn phải chứng minh được là bạn có cái potential, các bạn có tiềm năng để mà đem lại những cái giá trị cho cộng đồng. Mà cộng đồng ở đây không chỉ là cộng đồng ngoài xã hội đâu, mà cộng đồng của cái trường đó. Đấy, đa phần chẳng hạn như là muốn vào Harvard thế thôi, là mình phải chứng minh là mình có cơ hội đem lại những cái giá trị cho cái cộng đồng học sinh của Harvard. Đấy, thông qua cái gì? Người ta đánh giá thông qua cái gì? Thứ nhất là thông qua interview, người ta thông qua phỏng vấn, hoặc thậm chí thông qua các bài kiểm tra đánh giá tính cách, là người ta có thể hiểu về xu hướng tính cách của con có phù hợp với cả văn hóa nhà trường hay không. Thì đây là những cái mà các trường đại học top trên thế giới, xu hướng tuyển sinh trong thời gian tới cũng sẽ như này. Kể cả ở hiện nay ở Việt Nam, các cái trường quốc tế cũng đang theo xu hướng này. Rồi kể cả các cái trường ở trên thế giới, kể cả trường trên thế giới, các trường top trên thế giới, nó vẫn sẽ theo xu thế này. Và em nghĩ rằng trong 5 năm tới xu thế này sẽ vẫn tồn tại. Thế nên là các anh chị chú ý cho em là đừng tập trung vào kiến thức. Nếu mà con đã học một cái chương trình tốt rồi, con đã được trang bị kiến thức và kỹ năng tốt rồi, thì các anh chị hãy dành thời gian để bổ sung cho các con về năng lực lãnh đạo, bổ sung cho các con về các hoạt động ngoại khóa liên quan đến cái mà các con thấy ý nghĩa, và phát triển cả về nhân cách để các con nhìn cái nhân sinh quan nó rộng hơn. Bây giờ em sẽ chia sẻ về các cái chương trình giáo dục quốc tế. Thì về cơ bản mà nói thì các cái xuất phát điểm của các cái chương trình quốc tế thì như em đã chia sẻ là họ đã được xây dựng cái chuẩn kiến thức và kỹ năng tốt hơn các chương trình giáo dục quốc gia rồi. Đấy, em phải nói thực là như vậy. Bởi vì rằng là họ có sự cập nhật thường xuyên hơn, họ có sự linh hoạt hơn, và họ có cái mục tiêu đầu ra của họ là đào tạo ra những công dân toàn cầu, những người sẵn sàng cho những thay đổi trong tương lai. Thế nên đa phần các chương trình quốc tế thì cái chuẩn kiến thức và chuẩn kỹ năng đã tương đối tốt rồi. Tốt là các anh chị yên tâm đấy, có nghĩa là các con đang học cái chương trình đấy là các anh chị yên tâm về chuẩn kiến thức và kỹ năng. Thì hiện nay thì có hai cái đơn vị giáo dục mà hai cái chương trình quốc tế mà nổi tiếng, đó là chương trình quốc tế IGCSE ASA Level hoặc là cái chương trình IB, đúng không ạ? Thì hôm nay em sẽ chia sẻ về IGCSE và IB. Thì IGCSE là một cái, như em đã chia sẻ, IGCSE và ASA Level ấy là phiên bản quốc tế của chương trình phổ thông quốc gia của Anh Quốc. Các anh chị chú ý nhé, đây là phiên bản quốc tế và không phải là trùng khớp hoàn toàn, kiến thức và kỹ năng khác với cả chương trình phổ thông của Anh Quốc, khác nhé. Và họ được xây dựng theo phiên bản quốc tế. Và hiện nay thì có 3 đơn vị cung ứng cái chương trình quốc tế này, chương trình quốc tế của Anh Quốc này. Thứ nhất là Cambridge, thứ hai là Pearson Excel và thứ ba là Oxford. Thì hiện nay Oxford mới xuất hiện ở Việt Nam. Thì cái này, câu chuyện này cũng hơi buồn cười một chút là ngày xưa ấy thì không Oxford là với cả Cambridge ấy, ở bên Anh ấy là họ là hợp với nhau là một exam board, là OCR là Oxford and Cambridge. Đấy, và họ là cái đơn vị người ta gọi là hội đồng khảo thí cái kỳ thi quốc gia của Anh Quốc. Hai bên hợp tác với nhau. Nhưng ra thị trường quốc tế hai bên tách nhau. Ông Cam là một chương trình, ông Oxford là một chương trình. Thì ông Oxford làm chương trình thì ông lại hợp tác với cả AQA. Đấy. Thì anh chị hình dung là lúc nãy em đã nói đấy, OCR này, AQA này và Pearson là ba đơn vị nổi tiếng ở Anh Quốc, là ba cái exam board ở Anh Quốc, đúng không ạ? Ba cái hội đồng khảo thí của Anh Quốc. Thì ra quốc tế thì ông Cambridge tách ra, ông Oxford tách ra. Ông Oxford lại không hợp làm với ông Cambridge nữa, và ông Oxford lại hợp làm với AQA. Đấy. Và là mục tiêu chung, ba cái ông này mục tiêu chung là cung cấp một cái chương trình phổ thông quốc gia, phiên bản quốc tế của chương trình phổ thông quốc gia của Anh Quốc. Và họ ra cái văn bằng là IGCSE, AS và A-Level. Về
có sự khác biệt với nhau hay không. Có một chút khác biệt, có một chút khác biệt thì tí nữa em sẽ chia sẻ cái sự khác biệt này. Thì đây, ví dụ chẳng hạn như chương trình phổ thông quốc gia của chương trình Cambridge, xin lỗi, chương trình phổ thông quốc tế Cambridge, thì họ xây dựng từ tập tiểu học, trung học cơ sở nâng cao và upper secondary là trên trung học cơ sở và trên trung học chứ, em xin lỗi, trên trung học, và cái kỳ này là tương đương với cả advanced là nâng cao, tương đương với dự bị đại học. Thì đây là một cái bảng so sánh với cả chương trình Việt Nam. Cái này thì em đã so sánh rồi, ở Việt Nam thì là 5 4 3 đúng không ạ? 5 năm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Ở Anh Quốc thì là 6 3 2 2 đúng không ạ? 6 năm tiểu học, đây là tiểu học. 3 năm trung học, 2 năm trung học upper, trung học cao và 2 năm dự bị đại học. Thực ra là cái giáo dục của Anh Quốc ấy thì trung học kết thúc từ năm lớp 11, hết năm lớp 11 là hết trung học rồi. Lên lớp 12 và lớp 13 ấy, thì là để dự bị đại học. Đấy, ở bên Anh là họ họ hình dung ra như vậy. Còn chương trình KEM thì thế sao? Chương trình phổ thông quốc tế KEM ấy, thì họ khá là tương đồng. Anh chị có thể thấy đúng không ạ? Cũng 6 năm tiểu học, 3 năm 2 2 cũng tương đối với cả chương trình phổ thông quốc gia của Anh Quốc, khá là giống. Nhưng ở chương trình phổ thông quốc gia của Anh ấy thì họ chia tiểu học ra là hai key stage. Còn ở ở chương trình KEM thì họ không chia thành hai key stage, họ chỉ dùng là Cambridge Primary thôi. Thì đấy có một số các cái khác biệt. Thì một số các lợi thế của cái việc học của cái chương trình IGCSE này, hiện nay trong này em biết có chị Thi đúng không ạ? Chị Thi đang con học chương trình quốc tế. Một số các anh chị khác cũng đang cho con học chương trình quốc tế. Thì các anh chị có thể thấy là lợi ích của cái việc học IGCSE và ASA level là gì? Thứ nhất là họ là một cái chương trình rất là đòi hỏi sâu. Đấy là chương trình Cambridge là một chương trình rất đòi hỏi sâu và thường xuyên update về thông tin, thường xuyên update về syllabus. Đấy. Và có cái tính học thuật rất là cao. Tính học thuật của cái chương trình Cambridge này rất là cao. Thứ hai là họ đem lại cái sự linh hoạt. Riêng chương trình phổ thông, chương trình của Cambridge, họ đem tới cho các con 50 lựa chọn ở bậc ASA level và 70 lựa chọn ở bậc IGCSE. Hơn 70 lựa chọn ở bậc IGCSE. Và các con có thể lựa chọn các môn phù hợp với cả định hướng tương lai của các con. Có nghĩa là cả con có thể là personalize được. Rất là comprehensive, rất là đa dạng các môn. Và đây là một cái theo nghiên cứu chỉ ra nhé, nghiên cứu của các trường đại học chỉ ra rằng là chương trình Cambridge A-Level ấy là rất là phù hợp, là chuẩn bị cho các con vào những cái ngành là ngành STEM, ngành y khoa, ngành về khoa học xã hội hay là ngành luật. Đây là những cái mà nói rất rõ. Ngay cả luật nhé, cũng có ở môn ASA level là có môn môn luật. Đấy, các con có thể học luật ngay từ khi mà các con học ở bậc phổ thông. Đấy. Về đánh giá này cũng có đem lại một số các lợi ích như sau. Thứ nhất là họ có nhiều kỳ thi đánh giá, không phải như chương trình của Bộ Việt Nam ấy, chỉ có một lần đánh giá. Còn ở đây thì họ có nhiều các kỳ thi đánh giá trong năm. Và kỳ thi họ có là kỳ thi tháng 5 và kỳ thi tháng 10, em nhớ không nhầm là kỳ thi tháng 5 và kỳ thi tháng 11 là hai kỳ thi phổ biến. Và họ thường xuyên đánh giá, review lại cái đánh giá của họ, các cái tiêu chuẩn đánh giá của họ. Và thêm một cái nữa rằng là họ không có cái kỳ thi nội bộ, có nghĩa rằng là gì? Là để được cái văn bằng phổ thông quốc tế này này thì là họ không quan tâm đến cái quá trình anh học, có nghĩa là không quan tâm đến cái transcript của các con mà chỉ quan tâm đến cái kết quả đầu ra, có nghĩa con sẽ kỳ thi một kỳ thi tập trung. Và cái kỳ thi tập trung này đem lại một cái sự chuẩn chuẩn chung trên toàn thế giới, có nghĩa là tất cả các bạn trên toàn thế giới sẽ thi cùng một kỳ thi, cùng một đề. Đấy, và cùng một cái thời điểm thì các bạn sẽ thi chung. Thì cái đó là cái mà tạo một cái chuẩn chung và cái sự người ta gọi là cái sự cái độ công nhận, cái sự consistency ấy, cái sự ổn định nó cao hơn. Có nghĩa là mình sẽ không bị cái độ chênh giữa các cái thí sinh với nhau. Đấy là một cái. Và một cái nữa rằng là họ sử dụng cái scaling này, thì là như này này. Là học sinh cái điểm số ấy, để được bậc A ấy, ở Cambridge người ta dùng A, thì để được A ấy, thì là các con năm nay nếu mà đề khó hơn ấy thì cái để đạt được cái chuẩn A nó sẽ được giảm đi. Có nghĩa là gì? Là họ luôn luôn dùng cái nghiên cứu về bell curve ấy, về phân phối chuẩn ấy, để họ xác định xem là để đạt được bao nhiêu điểm thì được điểm A, bao nhiêu điểm thì được điểm B, theo qua mỗi một đợt thi là họ sẽ có cái bản phân tích đó. Và điều này đem lại cái sự an tâm hơn và các con sẽ không bị thiệt thòi khi mà các con bị vấn đề như kiểu đề năm nay dễ, đề năm sau khó, hoặc là những cái vấn đề như kiểu là cái lứa năm nay giỏi, lứa năm sau kém, thì các con sẽ không bị ăn phè cái đó.
con sẽ có cái sự công bằng hơn trong cái cách chấm điểm và cách đạt điểm của các con. Rồi kể cả vấn đề như kiểu là môn lịch sử là môn khó đạt điểm cao, nhưng các con không thể đạt được điểm 10 môn lịch sử ví dụ vậy, hoặc là 10 môn văn. Nhưng cái câu chuyện là con chỉ cần được điểm 8 môn văn thôi đã được được xếp hạng bậc A của cái môn đó rồi. Thì đó là những cái mà đem lại sự công bằng hơn cho các con. À, cái này nó cũng cái đem lại cái sự cái thời gian. Các anh chị sẽ bất ngờ khi em nói cái số môn mà các con thường học ở bậc A level. Các con thường học ở bậc A level, các con chỉ học tầm thường là 3 môn nhé, thường là 3 môn. Và các con thường chỉ học 3 môn thôi, chứ không phải nhiều môn như ở Việt Nam. Và chính 3 môn này sẽ đem lại cho các con cái cơ hội, thời gian để các con khám phá những cái đam mê khác của các con, tham gia các hoạt động ngoại khóa, và các con sẽ bớt là kiểu như là lo lắng trong cái quá trình. Đấy. Về sự công nhận, rất là công nhận trên toàn thế giới. Tất cả các trường đại học top trên thế giới đều công nhận. À, còn một cái nữa cũng khá là hay là tất cả họ họ đều công nhận là IGC, à, Cambridge này, Pearson này, cũng như là của Oxford là khá là họ họ coi là tương đồng với nhau. Thì đấy là một cái lợi thế. Và ngoài ra thì họ có một cái lợi thế nữa là AS ấy. Một số các nước quốc gia chẳng hạn như New Zealand công nhận AS là một cái chứng chỉ có thể được vào đại học. Thì cái này nó hơi khác với IB một chút, thì em sẽ chia sẻ. Đây là cái bảng mà các anh chị có thể thấy là các con không nhất thiết là các con phải học IGCSE, các con có thể học luôn lên AS, A-Level. Đấy, các con không cần phải qua IGCSE, tùy từng môn nhé. Cái này tùy từng môn. Và kết thúc AS, các con có thể có được đủ điều kiện để vào các trường đại học ở một số các quốc gia. Và thường các con hết hết A-Level, các con chỉ cần 3 môn ở bậc A-Level là các con có thể vào được các trường đại học trên thế giới rồi, chứ không cần nhiều. À, cái này cũng khá giống ở Việt Nam đấy. Ở Việt Nam là cũng chỉ thi 3 môn của bộ đúng không anh chị? Là 3 môn là trong là toán ban A là có toán toán lý hóa chẳng hạn ví dụ vậy, 3 môn. Nhưng các con lại phải học rất nhiều môn. Còn ở đây thì các con chỉ cần học 3 môn thôi, các con lấy đủ để các con đảm bảo điều kiện được ra. Với cái chứng chỉ IGCSE này các con có thể đi học dự bị đại học rồi. Các con có thể đi dự bị đại học và các con có thể vào các khóa chuyển tiếp rồi. Thậm chí với 5 đầu điểm IGCSE với mức điểm C trở lên, các con được tương đồng với cả US cái tốt nghiệp trung học phổ thông của bên bên Mỹ rồi. Thì đấy cũng là cái lợi thế. Thậm chí các con có thể học một số môn ở bậc IGCSE, một số môn ở bậc học ở bậc A-level cũng được. Nó đem lại cho con rất nhiều các cái người ta gọi là flexible, có nghĩa là sự linh hoạt để các con lựa chọn phù hợp với nhu cầu của các con. Tuy nhiên nó cũng có những cái điểm yếu như sau. Điểm yếu của nó là gì? Là các con cần phải chọn môn rất là khéo. Các con cần phải chọn môn có sự cân bằng giữa cái các con muốn và thực tế và tính thực tế. Các con phải thực tế về câu chuyện này. Đôi khi các con muốn học nhiều môn quá nhưng cái môn đó lại không phù hợp với cả cái tương lai của các con. Cái thứ hai là có phù hợp với năng lực của các con hay không. Đó, thì cái này là một cái cực kỳ quan trọng bởi vì là không cần học nhiều nhưng cái độ độ sâu của các môn học rất là cao. Thế nên các con thường là phải chọn rất là cẩn thận. Chứ nếu mà chọn sai thì thường nó sẽ ảnh hưởng đến cái cơ hội vào độ vào đại học của các con. Thứ hai nữa là nó không có nhiều môn liên quan đến bối cảnh văn hóa của quốc gia. Ví dụ chẳng hạn như là không có môn Việt Nam, không có môn lịch sử Việt Nam, cũng không có môn tiếng Việt. Đấy là những cái mà nó cũng có thể là cái điểm yếu về mặt chương trình. Tiếp theo đó là về so sánh với cả IB ý, thì các lựa chọn về môn về về ngôn ngữ cũng như là các lựa chọn về nghệ thuật ấy, thì hơi ít hơn so với cả lựa với cả bên IB. À, một cái nữa rằng là về vấn đề đánh giá nhé, thì việc đánh giá vào điểm cuối ấy, có nghĩa là chỉ có đánh giá vào kỳ thi tập trung ấy, cũng đem lại cho các con một số các cái lo lắng, bởi vì trong quá trình các con ấy là các con học trên trường, các con không biết là các con thực tế như nào đến kỳ cuối con mới thi, thì đó là một cái mà cũng có thể rằng là không, một số bạn sẽ không phù hợp với các cái cách 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 này. Và điều điều này dẫn đến cái việc là có kỳ thi tập trung cũng dẫn đến cái việc là các bạn sẽ có cái khái niệm là luyện thi đúng không anh chị? Chúng ta có thể thấy là không có khái niệm luyện thi IB, rất hiếm khái niệm luyện thi IB, nhưng cái khái niệm luyện thi AS A-level thì có. Đấy, bởi vì nó có kỳ thi tập trung. Và điểm trọng số kỳ thi tập trung là 100%, có nghĩa là nó không coi cái kỳ thi đánh giá nội bộ là quan trọng. Cái này cực kỳ khác với IB. À, ngoài ra thì không không cho nhảy lên luôn A2, có nghĩa là năm 2 của A level. Các con bắt buộc phải học năm 1 của A level rồi mới được lên năm 2, chứ các con không thể nhảy lên năm 2 của A level được. À, một số môn thì chỉ có kỳ thi trong một một năm thôi, chứ không không có hai hai có nghĩa là không có hai kỳ thi trong trong một năm. Có nghĩa là một số môn chỉ có ở tháng 5 hoặc là một số môn chỉ có ở tháng 11, chứ không phải là có ở cả tháng 5 và cả tháng 11.
Cái này cũng là một cái nữa là các anh chị cần phải xem xét cái điều kiện đầu vào của các trường. Ví dụ chẳng hạn như có những cái trường yêu cầu 4 môn IGCSE, có những trường yêu cầu 5 môn IGCSE, thì cái này các anh chị phải check kỹ trước khi mà các anh chị lựa chọn cho con. Hoặc là nếu mà cái trường đó không đảm bảo được cho các anh chị ấy, anh chị phải học bổ sung. Các con cũng phải xác định rõ cái con đường của các con và tương lai của các con đi về đâu. Chứ các con mà không xác định rõ tương lai ấy, ở cái này ấy, thì em khuyến nghị là như này, ở tầm 14 tuổi ấy, có nghĩa là ở tầm bậc IGCSE ấy, thì các con nên học đa môn, có nghĩa là các môn đa dạng. Sau đó lên đến bậc ASA level thì các con nên học tập trung để mà con xác định được cái con đường tương lai của các con rồi ấy. Về cái này thì có một số các anh chị cũng đặt câu hỏi cho em từ trước ấy, là em ơi hãy so sánh cho chị Excel với cả Cambridge nó như nào. Về bản chất ấy, nó khá là giống nhau. Về đầu ra là văn bằng đều là IGCSE, một cái là PS Excel IGCSE, một cái là Cambridge IGCSE. Về bản chất là đều là một cái phiên bản quốc tế của chương trình phổ thông của anh. Nhưng nó có một số các cái khác biệt như sau. Thứ nhất là khác biệt về mặt đánh giá. Excel đánh giá là họ cho các con được ngồi, có nghĩa là được thi lại, có nghĩa là con được thi theo cấu phần của môn học. Ví dụ chẳng hạn như là trong môn toán các con có thể thi đại trước, thi hình sau. Đấy. Còn ở Cambridge thì họ không cho cái điều đó. Họ bắt các con thi toán là thi cả cả hình cả đại, chứ không thể thi thi đại riêng hình riêng được. Có nghĩa là không có modular. Ở Cambridge là linear. Đấy. Cái thứ hai là ở Excel ấy thì cái ở môn toán ấy thì họ không chia, chỉ có môn toán là họ họ có phân ra cái chương trình chuẩn, chương trình cơ bản và chương trình nâng cao. Còn ở ở ở Cambridge họ có sự linh hoạt hơn cái này. Thì có một số cái như này thì em nghĩ rằng là em có cái bảng ở đây thì anh chị có thể xem xét. Ngoài ra thì có một số cái về thang điểm ấy, thì thang điểm Excel là từ 9 đến 1 là có 9 đầu điểm, từ 1 đến 9 là có 9 đầu điểm. Còn Cambridge International thì nó có từ A sao đến G thì chỉ có 8 đầu điểm thôi. Thì có một số lý do, một số các cái người ta nói rằng là nếu mà các con thi cái chương trình của Excel ấy thì các con sẽ nổi bật hơn. Thì đấy là những cái nhận định cá nhân của họ thôi. Nhưng còn đây là cái bảng so sánh để các anh chị có thể hình dung nhé. Thì em cũng phải phải đi nhanh vì cái thời gian cũng có hạn ấy. Nói về chương trình IB thì sao? Chương trình IB thì là như em đã nói là bắt đầu từ năm 1960 bắt đầu là offer đầu tiên. Và họ thì họ cái chương trình IB nó rất khác với chương trình KEM, là nó gộp cả vấn đề về, có nghĩa là nó đang mang tính toàn diện, không chỉ tập trung vào về mặt chuyên môn hay là quá sâu, nhưng nó mang tính toàn diện. Và chương trình IB thì họ chia thành 3 bậc là bậc primary, middle year và diploma. Đấy anh chị có thể thấy. Thì nhìn vào đây các anh chị có thể hình dung ra rõ là cái sự khác biệt này. Đây là cái mà em lấy ở trên trang web của KEM nhé. Đây là cái mà em lấy ở trên trang web của IB. Thì chương trình của Cambridge này họ ghi rất rõ đây. In depth này, các anh chị thấy không ạ? Độ sâu. Mastering. Và họ quan tâm đến gì? Higher order thinking skill, có nghĩa là năng lực tư duy bậc cao. Các anh chị có thể thấy đúng không ạ? Tư duy bậc cao. Kỹ năng này nọ, kỹ năng tự học, kỹ năng tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đưa ra những cái quan điểm. Đấy anh chị thấy đúng không ạ? Đấy. Còn chương trình của IB thì sao? Chương trình của IB thì tập trung vào cả sâu và cả rộng. Có nghĩa là vừa sâu vừa rộng. Các anh chị có thể thấy ngay trong cái câu viết của họ thôi nhé, cũng chứng minh là hai cái góc nhìn hoàn toàn khác nhau. Đúng không ạ? Tất nhiên, cái việc sâu với rộng này thì như thế nào thì bây giờ em sẽ phân tích. Và em cũng nói luôn là không hẳn là IB tốt hơn KEM. Một số các con sẽ cảm thấy KEM tuyệt vời hơn rất nhiều. Một số con sẽ hợp với IB. Cái này không có sự so sánh các anh chị nhé. Em không so sánh chương trình nào tốt hơn chương trình nào. Vì em chưa đủ khả năng để làm việc đó. Nhưng em chỉ đưa ra những cái so sánh cơ bản để các anh chị hình dung thôi. Còn đối với chương trình IB thì sao? Chương trình IB thì họ cũng đa dạng các môn học. Thế tuy nhiên rằng là họ họ vượt qua cái yêu cầu về học thuật. Và họ bắt các con làm dự án thông qua các cái môn như kiểu kiểu nguyên lý của kiến thức này, nền tảng kiến thức theory of knowledge, rồi bắt các con tham gia các cái services này, rồi tham gia các con cái extended essay, các con phải viết essay này. Đấy, thì đó là những cái mà khá là mới. Có nghĩa rằng là nó vượt qua những cái nền tảng về học thuật, nó yêu cầu các con trở nên toàn diện hơn. Thứ hai là các bên đó thì người ta cũng cho các con có lựa chọn, là các con có thể lựa chọn các môn thuộc dạng high level hoặc là further level. Thì các cái môn kiểu như là các con có thể lựa chọn standard level hoặc là high level, thì là để nếu mà các con nào muốn học sâu ấy thì các con chọn high level, để các con muốn học sâu hơn về một môn nhất định.
cái này nữa là cái đánh giá của họ cũng khác. Đánh giá của Kem là họ chỉ đánh giá về tại điểm, có nghĩa là đánh giá tại kỳ thi tập trung. Còn chương trình IB thì nó kết hợp cả đánh giá trong nội bộ cũng như cả đánh giá dựa trên các cái evidence, có nghĩa là dựa trên các bằng chứng trong quá trình các con nộp. Rồi cả vấn đề về được chứng minh là rất là nghiêm túc về mặt chấm chấm điểm, điểm khá là ổn định với nhau. Và cái này là cái mà cái chất lượng giáo viên của chương trình IB cũng phải đảm bảo. Đấy. Và IB có những cái chương trình tập huấn và nâng cao giáo viên cũng như có hệ thống kiểm tra đánh giá để làm sao cho cái việc là các giáo viên dạy các cái chương trình IB này có sự chuẩn hóa chung để khi mà đưa ra đánh giá, tất nhiên vẫn có độ chênh lệch nhưng có sự ổn định chung. À, cũng có cơ hội được ngồi thi lại. Cái này ở bên chương trình kem thế, các con có thể thi lại nếu mà các con muốn. À, cũng được công nhận toàn cầu. À, cũng được rất là đặc biệt là những môn nào bậc high level thì cũng rất là hàn lâm, có nghĩa là rất là sâu về mặt chuyên môn. Và cái này là một cái chương trình giáo dục rất là toàn diện. Đấy, chương trình giáo dục toàn diện. Tuy nhiên cũng có điểm yếu. Điểm yếu như sau là các con chỉ được chọn hai môn về khoa học thôi. Chẳng hạn như ở AS level các con có thể chọn 3 môn khoa học, lý hóa sinh, thì ở bậc của IB các con chỉ được chọn hai thôi. Ngoài ra thì một số trường thì không có cơ hội được chọn, không có nhiều cơ hội được lựa chọn các môn ở high level bởi vì các nguồn lực giáo viên không có. Thế nên là mặc dù có nhưng không có lựa chọn cho các con. Khá là nặng. Học cái này nó khá là nặng bởi vì là các con sẽ phải học 6 môn cộng thêm 13 môn. Đấy là ở diploma nhé. Là cộng 13 môn kia cộng với cả 6 môn thì là tương đối nặng. Tương đối nặng bởi vì các con sẽ phải toàn diện mà. Và các con từ đó các con sẽ không có nhiều thời gian để các con làm những cái gì các con đam mê và có thế mạnh nữa. Những bạn nào mà có đam mê, có thế mạnh thì việc học chương trình kem ấy tốt hơn cho các bạn một chút. Có nhiều thời gian để các bạn làm những cái đam mê các bạn hơn. Các cái chương trình mà trước cái bậc IB diploma ấy, chẳng hạn như là middle year ấy, thì được coi là khá là yếu về mặt chuyên môn, khá yếu về mặt hàm lượng kiến thức. Đấy là điều mà cũng rất nhiều các cái nghiên cứu chỉ ra, và cái này cũng có thể chỉ ra bằng thực tế là các anh chị có thể thấy là một số trường IB ấy, là họ không dạy ở năm giữa ấy, là họ không dạy chương trình IB middle year mà họ chỉ dạy chương trình IGCSE, sau đó lên 2 năm cuối thì họ học IB thay cho học AS level, đúng không anh chị? Bởi vì rằng là cái IBMB middle year này không không có sự chuẩn bị tốt lắm. Cái này nữa là cái đánh giá là các cái kỳ thi đánh giá chỉ đa phần ấy, các kỳ thi mà đánh giá tập trung ấy thì đa phần là chỉ có ở cuối còn 2 năm thôi. Có nghĩa là các con phải đợi 2 năm các con mới thi. Còn chương trình AS level ấy thì các con có thể là thi nửa, có nghĩa là thi 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 AS xong các con có thể có AS các con vào đại học rồi. Còn ở IB thì sao, các con phải hoàn thành 2 năm chứ các con không thể hoàn thành nửa năm được. Mặc dù cũng có cơ chế để các con có thể thi một số môn ngay từ khi hết nửa hết 1 năm, nhưng về cơ bản các con vẫn phải hoàn thành 2 năm thì mới có IB diploma, đúng không anh chị? Thì cái đó là một cái nhược điểm so với cả chương trình AS level. Bởi vì AS level là hết 1 năm các con có thể có AS rồi, và khi mà có AS các con có thể dùng AS để vào đại học rồi chứ thay vì phải hết 2 năm. Đấy. À, một số các cái nghiên cứu cũng chỉ ra rằng predictive score ấy, cái điểm dự kiến ấy, của IB có sự chênh lệch khá là lớn. À, và cái này điều điều đó dẫn đến cái việc là khá là các bạn cũng cũng khá là thất vọng, bởi vì cái điểm predictive là gì? Là điểm do giáo viên người ta cho, người ta dự kiến cái điểm của con là như thế nào. Thì cái điểm này thì thực ra anh chị cũng biết đấy, là giáo viên dự kiến nó khác với cả thực tế, đúng không? Thì cái đó là cái những cái độ chênh nó khá là lớn. Còn chương trình của Kem ấy thì nó không có cái đó và nó phải yêu cầu các con thi. Thì cái đó là cái mà đấy là cái lợi thế, vì sao có một cái lợi thế trước cái chương trình Kem với cả chương trình IB là như vậy, bởi vì IB người ta có sử dụng đánh giá nội bộ. Và IB thì không phù hợp với những ai học online, không phù hợp với cả homeschool. Không có một cái cơ hội học online với homeschool cho IB. Thường là các con bắt buộc là các con muốn học online thì có Pamoja để các con lựa chọn. Nhưng các con bắt buộc phải là học sinh đăng ký của trường IB thì mới thể đăng ký online được. Các con không thể đăng ký theo dạng thí sinh tự do được. Cái này khác với cả chương trình Kem. Chương trình Kem các con có thể đăng ký học online. Ví dụ học với Nisai chẳng hạn. Và các con có thể thi chứng nhận và văn bằng như các bạn bình thường, không bị ảnh hưởng. Cái chương trình IB MB này có nghĩa middle year này không được coi là một cái school leaving certificate, có nghĩa là không được coi là một certificate. Trong khi đó thì IGCSE thì được coi là một certificate.
Và khi mà các con có IGCSE, các con có thể vào được được một số các cái chương trình trực tiếp. Còn ở IB Middle Year thì không 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 được. Cái điều đó không được có sự công nhận như vậy. Cái này cũng là cái nhược điểm nếu mà các bạn học chương trình IB Middle Year. Và các bạn muốn học IB thì các bạn phải cố gắng là các bạn phải được điểm cao. Ở IB là 24 điểm thì được điểm gọi là điểm 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 pass. Thế tuy nhiên rằng là để mà có con stand out ấy thì con phải được điểm rất là cao. Thì cái này là khá là demanding cho một cái chương trình mang tính toàn diện. Theo đánh giá là khá là demanding cho một cái chương trình đang là diện. Ngoài ra thì có lựa chọn là IB Diploma và IB Certificate. Cái này là cái mà các anh chị cũng cần phải xem xét. Ví dụ chẳng hạn như là con muốn cái gì, con muốn Diploma hay con muốn Certificate, thì cái này các anh chị cũng phải xác định với cả các cơ sở giáo dục đào tạo của anh chị để các anh chị để các anh chị lựa chọn nhé. Cái này là cái mà em cũng chia sẻ. Vậy thì câu hỏi được đặt ra, câu trả lời của em dành cho các anh chị như sau: làm thế nào để chọn cái chương trình phù hợp với con? Thứ nhất là các anh chị phải xem là cái learning style của con là như nào, con là theo thiên hướng nào, cái cách phương pháp học của con phù hợp với chương trình như nào. Thứ hai là con có khả năng để mà thúc đẩy bản thân hay không, có nghĩa là con có khả năng tự học cũng như là các con tự tìm ra cái đường hướng cho con hay không, tự tìm ra cái mục tiêu nghề nghiệp cho con hay không. Cái định hướng nghề nghiệp, định hướng vào cái trường đại học của con là như thế nào. Rồi con phải xem xét xem là cái sự liên quan về kiến thức cũng như kỹ năng cho cái tương lai của con ra làm sao. Và cực kỳ quan trọng là đừng bỏ qua đơn vị giảng dạy cái chương trình này là ai. Bởi vì là mặc dù là dạy một chương trình phổ thông, dạy một chương trình chuẩn, nhưng nếu mà việc dạy và học không đảm bảo ấy thì cũng dẫn đến cái việc rằng là cái chất lượng đầu ra nó không đảm bảo. Đấy, em đã từng chứng kiến rất nhiều bạn học IB, học trường quốc tế nhưng điểm đầu ra rất thấp. Hoặc em cũng đã từng chứng kiến những cái bạn học chương trình của trường Kem, trường quốc tế Kem nhưng những điểm đầu ra rất thấp, và điều đó cũng ảnh hưởng đến cái cơ hội vào đại học của các bạn. Thậm chí cơ hội đấy còn thấp hơn một bạn học chương trình Việt Nam mà chuẩn chỉ. Thế nên việc các anh chị lựa chọn ấy, các anh chị đừng lựa chọn chỉ dựa trên mỗi cái chương trình. Đừng thấy chương trình này hay, chương trình này kia không hay mà các anh chị lựa chọn nhé. Đừng cuốn theo cái nội dung như em đã chia sẻ, đừng cuốn theo nội dung kiến thức, cũng đừng cuốn theo cái chương trình. Hãy nhìn một cách tổng thể hơn để lựa chọn một cái chương trình phù hợp với con. Thì đấy là cái mà em chia sẻ. Bây giờ thì em chia sẻ cái phần tiếp theo là cái phần liên quan đến sự công nhận của văn bằng Cambridge ở trên toàn thế giới là như nào. Thì hiện nay thì văn bằng Cambridge thì được công nhận ở 1.400 cơ sở giáo dục ở 195 quốc gia, bao gồm tất cả các trường đại học top trên ở US, UK và rất nhiều nơi trên thế giới. Ở đây thì em cũng có một cái chia sẻ các anh chị cần chú ý này này, là có hai cái khái niệm nhé: điều kiện xét tuyển và điều kiện trúng tuyển. Cái mà em nói ở đây ý, trong cái bảng này là điều kiện xét tuyển nhé, là điều kiện sàn tối thiểu để các trường đại học nhận đơn xét tuyển của con. Còn điều kiện trúng tuyển thì nó tùy từng trường, tùy từng ngành, tùy từng thời điểm. Vì cái điều kiện trúng tuyển nó có thể thay đổi theo năm, theo cái sự cạnh tranh của năm, đúng không anh chị? Thế nên cái điều kiện trúng tuyển em chưa nói đến, em đang nói đến điều kiện xét tuyển. Thì cái điều kiện xét tuyển này thì thường là các bạn chỉ cần 4 đến 5 đầu điểm IGCSE và 5 6 môn ở AS hoặc là 3 môn ở A-level, thì cái đấy là cái điều kiện để các bạn được xét tuyển nhé. Còn phụ thuộc vào điểm số của các bạn nữa. Thì con đường lộ trình như sau này: các bạn học 2 năm IGCSE xong, các bạn thi cái IGCSE thì các bạn có thể vào các khóa chuyển tiếp. Và sau khi các bạn học khóa chuyển tiếp này xong, các bạn có vào năm 1 đại học, các bạn có thể lên đến AS xong. Học xong IGCSE các bạn có thể lên AS trong vòng 1 năm thi AS exam. Nếu mà các bạn đủ điểm, các bạn vào luôn được năm 1 đại học. Còn nếu không đủ điểm, các bạn có thể chuyển sang học các cái khóa dự bị đại học hoặc là các khóa chuyển tiếp. Nếu mà các bạn hoàn thành xong AS, các bạn muốn lên học tiếp A-level cũng được và thi cái kỳ thi A-level và sau đó xong các bạn vào năm 1 đại học. Thì đây là cái lộ trình của các bạn học chương trình KEM. Còn ở chương trình Việt Nam thì sao? Đa phần thì phải học hết lớp 11, đủ điều kiện mới được học các chương trình chuyển tiếp. Sau đó học lớp 12, thi kỳ thi của Bộ. Mà thi kỳ thi của Bộ xong cũng chưa chắc đã vào được luôn năm 1 đại học mà vẫn phải học qua các khóa chuyển tiếp. Rất hiếm trường hợp mà có thể vào luôn được các trường năm 1 đại học. Ví dụ như ở Úc, ở New Zealand, ở các nơi thì đều là rất là khó. Cũng có những cái exception, kiểu như là những cái trường hợp ngoại lệ, nhưng đa phần thì không thể vào luôn được năm 1 đại học và bắt buộc phải học các khóa chuyển tiếp. Thì đây là cái pathway so sánh giữa chương trình KEM cũng như chương trình của Bộ. Ở UK nhé, thì cái văn bằng phổ thông quốc tế KEM được công nhận bởi tất cả trường đại học. Để điều kiện đầu vào của các trường đại điều kiện xét tuyển của các trường đại học ấy, của các khóa khóa đại học thì là 3 điểm A-level, để vào để được xét tuyển vào các cái khóa foundation thì là 5 IGCSE nhá.
Thì đấy là cái mà, và nếu mà các con được cái chứng nhận IGCSE ở môn môn ESL ấy thì thường được coi là tương đương với cả IELTS, có nghĩa là được coi là một cái chứng nhận để mà chứng minh về năng lực ngôn ngữ tiếng Anh của các con. Ở ở bên Anh, ở bên Mỹ thì có năm hơn 500 trường đại học công nhận văn bằng phổ thông quốc tế Cambridge này là điều kiện đầu vào, bao gồm tất cả các trường đại học trong khối Ivy. Nếu mà các con đạt được năm đầu điểm IGCSE ở mức điểm C trở lên ở bậc IGCSE thì các con thường được coi là công tương đồng với cả các cái bạn có US High School Diploma, nhưng không bao gồm là có Honors hoặc là AP. Và thường là với điều kiện này các con có thể vào được luôn năm 1 nhé, freshman, vào được luôn năm 1 của các trường cao đẳng cộng đồng cũng như một số các trường đại học thiên hướng giảng dạy, người ta gọi là Teaching University. Thường thì các trường ở Mỹ thì nó có một cái tiêu chí đánh giá là holistic, có nghĩa là đánh giá toàn diện, có nghĩa là họ không chỉ dựa vào cái đầu điểm của IGCSE mà họ còn yêu cầu các con phải nộp bảng điểm, con phải nộp các cái letter recommendation và các cái essay các thứ thì các con mới được điều kiện đầu vào, đặc biệt là những cái trường mà có đòi hỏi cái sự cạnh tranh cao. Cái điều này nó hơi khác với các trường khác, ở hơi khác với các nước khác. Các bạn mà có ASA level ấy thì có thể sẽ được, có thể đấy nhá, có thể sẽ được miễn thi SAT và ACT, có thể được miễn và có thể được bổ sung tín chỉ, có nghĩa là được được miễn tín chỉ khi mà lên các cái trường đại học ở Mỹ nhá. IGCSE cũng là được coi tương đồng với cả cái IELTS để mà đánh giá về năng lực ngoại ngữ, năng lực tiếng Anh. Đấy. Còn ở Canada thì sao? Hơn 50 trường ở Canada công nhận cái chứng chỉ văn bằng Cambridge này. Và tất nhiên là một số các cái trường đại học top ở Canada đều công nhận. Để mà vào các cái trường cao đẳng ấy thì các con cần phải có năm đầu điểm IGCSE hoặc là một cái sự kết hợp giữa ASA level và IGCSE. Thế này tùy từng trường để được xét tuyển nhé. Để được xét tuyển vào các năm 1 của đại học ấy thì các con cần phải 4 ASA level cộng với cả hai trong số đó thì học ở bậc A level. Thế này tùy từng trường. Thì cái này thì là nếu anh chị quan tâm ấy, các anh chị có thể inbox Nissan Global School ấy, thì để các bạn sẽ truy tìm thông tin cho các anh chị và trả lời cho các anh chị xem có các yêu cầu của các trường đại học như nào nhé. Và cũng được miễn tín chỉ, có nghĩa là được được miễn tín chỉ nếu mà các con có ASA level. Việc miễn tín chỉ này cực kỳ quan trọng nhé, là khi mà mình được miễn tín chỉ là các con có thể rằng là gì, là các con có thể tốt nghiệp đại học sớm hơn so với cả mặt bằng chung đấy. Ở ở Úc thế, ở Úc thì để vào điều kiện vừa vào năm 1 đại học thì cần 3 A level, còn để vào vào dự bị đại học là 4 IGCSE nhé, thường là 4 thì không cần 5, là 4 IGCSE đấy. Ở New Zealand thì tất cả các trường đại học ở New Zealand thì đều công nhận cái văn bằng phổ thông quốc tế KEM này. Foundation thì cần yêu cầu 4 và vào đại học thì để xét tuyển thì cần 3 A level hoặc là 5 AS, thường là có 5 AS thì các bạn đã có thể vào được luôn năm 1 đại học rồi. Đấy, thì các anh chị có thể thấy là một số các cái yêu cầu như này để các anh chị có thể thấy được là sự công nhận văn bằng của KEM. Ở Việt Nam hiện nay ấy, thì một số các anh chị cũng lo lắng là con học chương trình KEM thì có thể vào các trường ở Việt Nam hay không, hay là con bắt buộc phải đi học đi du học. Thì em trả lời rằng là hiện nay các trường đại học ở Việt Nam ấy đã công nhận văn bằng phổ thông quốc tế Cambridge này rồi, và có một số trường trong cái list này các anh chị có thể thấy là công nhận văn bằng. Thì tuy nhiên rằng là có một số trường thì họ có các cái, người ta gọi là, em gọi cái đấy là vấn đề về kỹ thuật ấy. Kỹ thuật nghĩa là gì, là họ yêu cầu phải con phải vẫn phải tốt nghiệp trung học phổ thông, thì đấy thì là đấy là vấn đề kỹ thuật thôi. Nhưng mà em nghĩ rằng là trong thời gian tới xu thế hội nhập của Việt Nam nó sẽ mở hơn ấy, thì họ sẽ công nhận chính quy cái văn bằng A level này nhé. Thì hiện nay năm trong cái kỳ tuyển sinh này này, em thấy là các cái trường đại học bắt đầu công nhận ASA level cũng như là IB nhiều hơn rồi. Thì anh chị có thể check với các trường đại học mà các anh chị mong muốn. Thế nên là theo học một chương trình quốc tế thì em muốn nhấn mạnh này, theo học một chương trình quốc tế thì bên cạnh sự công nhận văn bằng ấy thì gia đình cũng nên suy nghĩ về cái chuẩn kiến thức và kỹ năng con nhận được. Thì cái chuẩn kiến thức và kỹ năng đó thì đó là cái lõi của một chương trình giáo dục. Thì chương trình giáo dục quốc tế thì cái lõi của nó là kiến thức và kỹ năng, còn cái đầu ra của nó mới là bằng cấp. Thế nên đừng có đừng bên cạnh cái bằng cấp thì hãy quan trọng đến cái chuẩn kiến thức và kỹ năng con nhận được. Thì và em cũng đã chia sẻ ngay từ đầu ấy, thì theo nghiên cứu thì một cái chương trình quốc gia ấy thì cải cách nội dung sau khoảng 10 năm. Còn chương trình quốc tế như là chương trình Cambridge ấy, thì việc cập nhật giáo trình ấy diễn ra thường xuyên, thậm chí là từ 2 đến 3 năm họ đã cập nhật rồi. Họ cập nhật những xu thế mới về tính liên ngành, tích hợp đa kỹ năng, nâng chuẩn kiến thức lên để đạt chuẩn thế giới. Thì đó là những cái mà họ thường xuyên làm. Vậy có nghĩa rằng khi mà các con học chương trình quốc tế thì các con đang được tiếp nhận cái chuẩn kiến thức và kỹ năng xu thế chung của thế giới.
Còn về sự công nhận ấy thì em nhắc lại, đúng là ở Việt Nam hiện nay còn một số giới hạn. Thì tuy nhiên rằng với cái xu thế chung ấy thì nó sẽ được khắc phục. Và ngoài ra thì các trường đại học quốc tế hiện nay nó cũng đã mở ở Việt Nam nhiều hơn. Mới đây thì có Swinburne rồi Vin University, thì em tin rằng là cái việc sự công nhận của các cái chứng chỉ văn bằng phổ thông quốc tế ấy, thì sẽ càng 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 được công nhận rộng rãi thôi. Thế nên là cũng sẽ tạo được cái sự an tâm cho phụ huynh khi mà lựa chọn chương trình quốc tế này. Và đây, bây giờ em nói cái phần của Nissan Global School. Nissan Global School là một trường phổ thông Anh Quốc trực tuyến. Và đây là một cái cơ hội để các anh chị có thể có văn bằng phổ thông quốc tế Cambridge mà không cần phải đi du học, cũng không cần phải học trường quốc tế, cũng không cần phải học trường song ngữ. Các con có thể học tại nhà mà con vẫn có thể có bằng phổ thông quốc tế Cambridge. Thì nói về Nissan ấy, thì em chia sẻ một chút về Nissan. Thì Nissan là một tổ chức giáo dục tại Anh Quốc. Thì hiện nay thì Nissan có 5 văn phòng đại diện tại các quốc gia trên thế giới. Trong đó 5 văn phòng đại diện tại các nơi ở ở Anh Quốc, trong đó có London. Và từ năm 2017 thì Nissan bắt đầu quốc tế hóa và mở văn phòng đại diện tại Nhật Bản, Brunei, Nam Phi và Việt Nam vào năm 2020. Ngoài ra thì Nissan có các hợp tác với các trường cũng như các tổ chức giáo dục tại Philippines, Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Thì Nissan Global School là một trường trực tuyến, trường phổ thông Anh Quốc trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam và có văn phòng đại diện để hỗ trợ các phụ huynh một cách dễ dàng. Đấy là một cái em nhấn mạnh. Hiện nay thì nói về câu chuyện trực tuyến thì có hai cái mô hình giáo dục trực tuyến mà khá là phổ biến. Thứ nhất là mô hình giáo dục mang tính đồng bộ, có nghĩa là tương tác theo thời gian thực. Đây, có nghĩa là như em đang nói chuyện với các anh chị này này, đây là theo thời gian thực. Có nghĩa là em với anh chị tương tác với nhau qua cái sự hỗ trợ của công nghệ cũng như là của Internet. Mô hình thứ hai là mô hình không đồng bộ, là có nghĩa là tương tác không theo thời gian thực. Có nghĩa là em ghi hình lại xong em chiếu lại các anh chị xem. Thì đó là hai cái mô hình phổ biến. Hiện nay thì đa phần các mô hình thì có sự 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 đan xen lẫn nhau, chứ không chỉ có hẳn một mô hình đồng bộ hoặc là hẳn một mô hình không đồng bộ. Thì tuy nhiên rằng về bản chất thì đa phần sẽ theo hai thiên hướng này. Thì đa phần các công ty công nghệ giáo dục ấy thì họ đi theo cái thiên hướng là không đồng bộ này, với các cái app giáo dục, các anh chị có thể thấy app giáo dục cũng như là các cái sản phẩm mang tính là video ghi hình lại rồi các con tự học hoặc là các con học, và cái sự tương tác với giáo viên nó khá là ít và thậm chí là không có, mà các con phải mua thêm những cái gói này gói kia thì mới có thể tương tác được trực tiếp với giáo viên hoặc là được chữa bài. Thì với Nisai thì không phải như vậy. Nisai thì theo mô hình là giáo dục mang tính là đồng bộ, vì Nisai tin tưởng rằng là công nghệ chỉ giúp cho giáo viên thôi, chứ công nghệ không thay thế vai trò của giáo viên. Và toàn bộ cái bài giảng của Nisai sẽ được giảng dạy bởi giáo viên tại Anh Quốc và giảng dạy trực tiếp. Các giáo viên sẽ chấm bài cho các con, sẽ chỉ cho các con lỗi sai và các con tương tác với cả giáo viên trên nền tảng công nghệ, trong đó có cả công nghệ về Internet để hỗ trợ cho các con tương tác với giáo viên, và các con có thể học bất kỳ đâu mà các con muốn. Thế tuy nhiên rằng là cái mô hình này các con cũng phải tham gia lớp học như các mô hình chính quy, có nghĩa là đúng giờ này các con phải tham gia, chứ các con không thể 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 không tham gia cái đấy được. Tuy nhiên rằng là cái mô hình của Nisa ấy thì cũng có ghi hình lại cho các con, nếu các con bị mất bài học ấy các con có thể xem lại bài học nếu các con muốn. Thế tuy nhiên rằng vẫn khuyến nghị các con tham gia bằng cách trực tiếp này. Thì mô hình này là mô hình xu thế là gì? Technology, công nghệ sẽ thay thế giáo viên hoặc là giảm bớt vai trò của giáo viên đi. Còn những cái mô hình như này thì đã đề cao vai trò của giáo viên và yêu cầu là công nghệ chỉ là mang tính hỗ trợ giáo viên thôi. Và mô hình này thì thường sẽ là mô hình tập trung phát triển dựa trên số tài khoản. Đấy, và càng nhiều tài khoản càng tốt. Và họ có thể sử dụng công nghệ AI để cá thể hóa nội dung theo người học. Ví dụ chẳng hạn như người học muốn học cái gì thì là có thể hiện ra giống như kiểu là mình search Facebook các thứ đấy. Và mức chi phí thì thường là thấp bởi vì là họ dựa trên cái lợi thế kinh tế nhờ quy mô, economy of scale. Thế nên là họ có thể cung cấp được những cái chương trình hoặc là những cái sản phẩm giáo dục mà khá là rẻ. Còn mô hình này thì là mô hình công nghệ vẫn chỉ là mang tính hỗ trợ thôi và giáo viên vẫn dạy trực tiếp cho các anh chị. Nói về Nisai thì có mấy điểm như sau. Thứ nhất là Nisai đã đăng ký với Bộ Giáo dục của Anh là trường trực tuyến và đã đăng ký với đúng rồi ạ, chương trình của ACLUS là theo cái mô hình không đồng bộ này ấy chị ạ. Nhưng ACLUS thì họ cũng có những cái cơ hội để mua thêm các gói này nọ gói kia ấy, để được chữa bài cũng như là để được tương tác trực tiếp ấy. Thì tất nhiên như em đã nói đấy, không phải là theo hẳn một mô hình cụ thể. Thì tuy nhiên rằng là thường là họ chọn một trong hai mô hình này là chính. Nisai thì là trường đã đăng ký với Bộ Giáo dục của Anh Quốc rồi. Và thứ nhất là đây là trường đầu tiên và duy nhất tại Anh Quốc được kiểm định của Ofsted. Ofsted là cơ quan thẩm tra đánh giá chất lượng giáo dục của Anh Quốc
Và Nissan đã được thẩm tra và là trường trường trực tuyến duy nhất, đầu tiên và duy nhất được thẩm tra bởi Upstate và được đánh giá là tốt. Đây là mức đánh giá cao số 2 trên bảng xếp hạng của Upstate. Nissan cũng đã được công nhận bởi Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge để giảng dạy chương trình quốc tế Cambridge này trực tuyến. Và Nissan được được thẩm tra, à, được được kiểm định bởi IQM. IQM là một cái cơ quan kiểm định độc lập đi đánh giá trường ở bên Anh. Thì Nissan cũng là trường trực tuyến được đánh giá bởi IQM và đạt được Center of Excellence. Đấy. Và các anh chị chú ý, đây là trường đã đăng ký với Bộ Giáo dục của Anh. Đấy là một cái cực kỳ quan trọng, các anh chị yên tâm cái điều này. Về triết lý giáo dục ấy, thì Nissan đặt học sinh là trung tâm. Và Nissan tin tưởng rằng là học sinh sẽ là chủ thể, sẽ là chủ sở hữu của cái quá trình học tập, sẽ là chủ thể của quá trình học tập. Và Nissan, các giáo viên của Nissan cũng tin rằng là gì? Là học sinh đa phần là đều có sự đam mê, ham học hỏi và đều có mong muốn học hỏi hết. Nhưng để mà học sinh tham gia vào quá trình học tập thì học sinh cần phải cảm thấy an toàn và cảm thấy ý nghĩa. Việc của giáo viên là cung cấp cho học sinh cái sự an toàn và phối hợp điều phối với cả học sinh để học sinh cảm thấy ý nghĩa trong học tập. Và chắc chắn 100% rằng nếu mà học sinh được đặt đúng là trung tâm của việc dạy và học ấy thì học sinh sẽ đam mê học tập. Thì cái chương trình giáo dục của Nissan thì có ba trụ cột chính. Thứ nhất là một cái chương trình học thuật, thứ hai là một chương trình ngoại khóa và thứ ba là một chương trình chăm sóc. Đấy là ba cái của Nissan. Mục tiêu của Nissan là đem đến cho các con một cái trải nghiệm giáo dục mang tính toàn diện dựa trên phương pháp cá thể hóa. Thì các anh chị có thể thấy được là khác với cả các cái sản phẩm giáo dục mang tính là không đồng bộ thì Nissan là tất cả các cái bài học đều là giáo viên và giáo viên sẽ chăm sóc các con trực tiếp và các con sẽ được trải nghiệm giáo dục toàn diện và tương đồng nhất với cả cái việc trải nghiệm giáo dục ở bên Anh Quốc. Nhưng các con vẫn đạt được cái cá thể hóa. Nissan không sử dụng AI, cũng không sử dụng trí tuệ nhân tạo để cá thể hóa nội dung. Mà Nissan sẽ dựa trên cái việc là gì? Là chia học sinh theo năng lực. Và thứ hai nữa là gì? Chia số học sinh theo chỉ số nhỏ. Mỗi một lớp học chỉ tối đa là 15, nhưng trung bình là chỉ có 8, từ 5 đến 8 học sinh thôi. Và điều này giúp cho giáo viên ấy có thể cá thể hóa nội dung trong quá trình giảng dạy cho học sinh được. Chương trình giáo dục của Nissan thì là chương trình của Cambridge, giảng dạy từ bậc lower secondary đến bậc advanced như em đã nói. Lower secondary là 3 năm, upper secondary là 2 năm và advanced là 2 năm. Kết thúc upper secondary các con sẽ thi IGCSE, kết thúc AS, A-level các con sẽ thi AS và A-level. Một số phụ huynh có đặt câu hỏi cho em là có thi checkpoint hay không? Thì các anh chị lưu ý cho em rằng là checkpoint không phải là chứng chỉ. Checkpoint chỉ là một bài kiểm tra đánh giá năng lực thôi. Checkpoint không phải là chứng chỉ, cũng không phải văn bằng gì của Kem cả. Chỉ là một cái bài kiểm tra đánh giá năng lực. Và một cái bài kiểm tra đánh giá năng lực này thì Nissan tin chắc chắn rằng là các con trong quá trình học ấy, các con sẽ được đánh giá năng lực thường xuyên để đảm bảo các con đi theo đúng lộ trình. Các con không cần nhất thiết phải có cái kỳ thi checkpoint để đảm bảo cái việc này. Cái này là cái các anh chị yên tâm cái điều đó. Cái thứ hai là các con sẽ có academic transcript, có nghĩa là các con sẽ có bảng điểm và học bạ. Và các con có thể sử dụng bảng điểm và học bạ này để làm chứng thực cho cái quá trình học tập của các con tại Nissan. Và cái này sẽ được công nhận bởi vì Nissan đã là một trường đăng ký với Bộ Giáo dục của Anh cũng như đã được công nhận bởi đại học của Hội đồng Khảo thí Cambridge. Nissan em đã chia sẻ Nissan đem lại một cái trải nghiệm mang tính toàn diện. Thì cái trải nghiệm mang tính toàn diện được chứng minh như thế nào? Trải nghiệm mang tính toàn diện thứ nhất là các con được tham gia các hoạt động ngoại khóa, các con được tham gia các câu lạc bộ trong cái hệ thống trường trực tuyến ấy, thì các con có các câu lạc bộ các con tham gia, các con có thể tham gia các câu lạc bộ theo sở thích của các con, câu lạc bộ về cờ vua, câu lạc bộ về robotics, những cái câu lạc bộ đó và các con được tham gia theo các quan điểm là toàn cầu, có nghĩa là tất cả các bạn học sinh của Nissan trên toàn thế giới sẽ đều tương tác với nhau. Thứ hai là khi các con vào với Nissan, các con sẽ được chia về các nhà theo đúng cái truyền thống văn hóa của các trường ở bên Anh, giống như kiểu Harry Potter ấy, các con sẽ được chia về các nhà và các nhà này thì các con có thể kết nối với nhau và các con có thể là thu thập các cái điểm số trong cái quá trình cho các nhà này và các con tham gia các hoạt động tương tác với nhau. Ngoài ra thì Nissan còn đem tới cho các con một cái trải nghiệm mang tính là hoạt động học tập qua dự án. Học tập qua dự án nghĩa là gì? Là các con sẽ mỗi một năm học các con sẽ phải hoàn thành một dự án học tập. Cái dự án học tập này các con sẽ được hướng dẫn và được chỉ dẫn bởi giáo viên. Các con sẽ phải hoàn thành một dự án học tập trong một năm và cái dự án đó phải liên quan đến 17 mục tiêu phát triển bền vững, một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững. Tại sao lại như vậy? Như em đã chia sẻ lúc nãy, các trường đại học top trên thế giới, người ta không kỳ vọng học sinh có mỗi một cái việc học tập đâu, mà người ta còn kỳ vọng về cái khả năng về leadership,
về khả năng lãnh đạo cũng như khả năng hoạt động ngoại khóa, đúng không ạ? Các anh chị có nhớ cái phần em chia sẻ lúc nãy không? Thì đó chính là cái mà lý do vì sao Nisai đưa cái dự án học tập vào trong 1 năm. Có nghĩa là các con phải hoàn thành 1 năm, mỗi 1 năm các con phải làm hoàn thành một dự án học tập để các con bổ sung vào hồ sơ. Thứ hai là các con luôn được khuyến khích tham gia các hoạt động cộng đồng. Con được khuyến khích, Nisai tin chắc rằng việc học không chỉ giới hạn ở trong các lớp học trực tuyến. Nisai tin chắc rằng việc học cũng không chỉ giới hạn trong các trường, trong các cái classroom. Việc học sẽ diễn ra ở ngay những nơi mà con đang sinh sống, ngay tại nhà các con, ngay tại cộng đồng của các con. Vậy thì các con tham gia các hoạt động cộng đồng dưới sự hỗ trợ của giáo viên, cố vấn của giáo viên và đội ngũ địa phương. Để làm sao? Để làm phong phú thêm các trải nghiệm học tập và giúp các con phát triển kỹ năng thế kỷ 21. Ví dụ chẳng hạn như các con tham gia các cái ví dụ chẳng hạn như là các con tham gia một cái cuộc thi về thuyết trình, các con nộp các cái chứng nhận việc kiểu evidence, người ta gọi là chứng thực, các cái bằng chứng về cái việc tham gia đó, nhà trường sẽ cấp cho con các huy hiệu. Các con đi tham gia, các con hỗ trợ các bạn khác hoặc là giúp đỡ người nghèo hoặc giúp đỡ bạn bè, đưa cho các thầy cô các cái chứng thực thì các cái bằng chứng thì các thầy cô sẽ cấp cho con các huy hiệu, và đây là các huy hiệu mà nhà trường cấp cho các con để bổ sung hoặc là để chứng thực cho các con là các con đã tham gia những hoạt động cộng đồng. Và việc này cực kỳ quan trọng để các con bổ sung vào hồ sơ khi con vào đại học. Đây là một cái chứng minh cực kỳ rõ ràng cho các anh chị thấy là việc học trực tuyến, nhà trường vẫn đảm bảo cho các con có đầy đủ các trang thiết bị cũng như là đầy đủ trang bị, đầy đủ kỹ năng, kiến thức và về mặt hồ sơ để các con không bị thiệt thòi khi mà các con bước vào cánh cửa đại học. Ngoài ra thì Nisai cũng đem tới cái trải nghiệm giáo dục mang tính toàn diện, mang tính cá thể hóa. Cá thể hóa được diễn ra như nào? Nisai là một trong số những cái trường đầu tiên, trường trực tuyến đầu tiên mà đưa cái khái niệm là đánh giá dựa trên năng lực. Có nghĩa rằng là gì? Các con sẽ được đánh giá và được xếp vào các lớp theo đúng năng lực của các con, không bị giới hạn bởi tuổi, cũng không bị giới hạn bởi 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 vị trí địa lý. Các con được xếp vào các lớp theo đúng năng lực của các con, và các con được ngồi, có nghĩa là được thi sớm nếu mà đảm bảo được cái điều kiện đầu vào. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các con có những cái buổi học một một, nếu mà trong quá trình các con học ấy, các con bị không hiểu bài hoặc là các con bị chậm tiến độ, các con có thể đăng ký các lớp học một một với giáo viên. Cái này là không mất phí, các con có thể bổ sung các cái kiến thức để các thầy cô giúp đỡ các con. Đây là một cái trải nghiệm mang tính toàn diện cho các con. Có nghĩa là các con được cá thể hóa, các con được yêu cầu các thầy cô hỗ trợ các con trong quá trình chứ không phải máy. Các thầy cô vẫn sẽ hỗ trợ các con trong quá trình. Thế nên Nisai không đề cao về vấn đề account. Mỗi một account với Nisai sẽ là một học sinh, và đó sẽ là cái học sinh mà phải được chăm sóc đầy đủ nhất. Ngoài ra có các chương trình bổ sung cho các con nếu các con muốn. Trong đó có cả những cái chương trình mang tính là người ta gọi là, bên em gọi là broadening horizon, có nghĩa là gì? Là mở mang kiến thức, có nghĩa là các con có thể là đăng ký học tại các trường nằm trong hệ thống KEM ở các quốc gia khác. Có nghĩa là các con có thể vừa đi du lịch vừa học cái chương trình này mà không bị thiệt thòi. Ngoài ra thì Nisai cũng đem tới cho các con cái cơ hội được được phát huy cái khả năng năng lực lãnh đạo của các con bằng cách là các con có thể tự tạo ra các câu lạc bộ, hoặc là các con có thể đăng ký trở thành các cái trưởng nhóm, hoặc là các cái ambassador, hoặc là các cái người ta gọi là các cái sứ giả của Nisai trên toàn cầu. Để mà các con làm gì? Để các con chứng minh được năng lực lãnh đạo của các con. Ngoài ra, các con được cái chương trình chăm sóc đặc biệt. Cái chương trình chăm sóc đặc biệt thể hiện là như sau. Nhất là các con được trải nghiệm mô hình giáo dục là lớp học nhỏ, trung bình 8 học sinh, không nhiều hơn 15 học sinh. Trước khi bước vào năm học ấy thì các thầy cô chăm sóc ấy, người ta gọi là các cái pastoral care, thì cái pastoral care officer ấy thì sẽ ngồi với cả các con xây dựng cho các con cái kế hoạch học tập nhé. Các anh chị chú ý, đây là kế hoạch học tập. Và cái kế hoạch học tập này sẽ gồm mục tiêu này, kế hoạch này. Và trong quá trình cứ 6 tuần, các thầy cô sẽ ngồi đánh giá với các con để xem các con đạt được mục tiêu hay không và cần phải hỗ trợ các con như thế nào. Các con sẽ xây dựng nhé, em nói lại này, xây dựng cái kế hoạch học tập cá nhân. Đấy, mà trong cái kế hoạch học tập này không chỉ vấn đề về học thuật đâu, mà có cả vấn đề về phát triển tinh thần nữa. Ngoài ra thì trong trường cũng có một cái trung tâm tư vấn học đường phụ trách các vấn đề về hướng nghiệp, tâm lý và sức khỏe tinh thần cho các con. Và các con có thể đăng ký các cái buổi tư vấn tâm lý với các chuyên viên tâm lý của trường ở bên Anh để hỗ trợ các con về mặt tâm lý. Ngoài ra các con khi mà vào học ấy, các con cũng được các cái giáo viên chủ nhiệm, mỗi một con sẽ có một giáo viên chủ nhiệm
và giáo viên chủ nhiệm này sẽ theo dõi sát cái quá trình học tập của các con và sẽ thường xuyên liên lạc với phụ huynh nếu mà các con gặp vấn đề. Một cái nữa rằng là một cái không gian, một cái gọi là một cái cộng đồng giáo dục mang tính là hòa nhập. Có nghĩa rằng là gì? Tất cả các con trên cái không gian mạng đó các con đều được cảm thấy an toàn. Thứ hai là cái không gian mạng này được quản lý, chỉ có những học sinh có username and password mới được vào, chứ không phải là mở cho tất cả mọi người có thể vào. Ngoài ra các con được bảo mật về thông tin, điểm số các con, thông tin các con chỉ có các con biết, thầy cô biết và phụ huynh biết, chứ không có những cái người bên ngoài biết, không có bạn bè trong cùng lớp biết của mình. Ngoài ra thì tất cả những cái ngôn ngữ trong cái quá trình ở trên cái hệ thống trường đấy, là nếu mà các con sử dụng những ngôn ngữ mà mang tính phân biệt hoặc là những cái ngôn ngữ xấu thì sẽ được hệ thống đào thải và loại bỏ đi. Và tất cả các cái câu lạc bộ trong cái Chiwa Zone ấy, trong cái câu lạc bộ ấy, thì đều được quản lý bởi nhân viên. Ngoài ra thì phụ huynh cũng sẽ được một cái cổng thông tin và phụ huynh có thường xuyên được nhận các thông tin update về cái quá trình học của các con, về cái điểm số của các con, về cái nhận xét của các con, và phụ huynh có thể liên lạc với cả các cái giáo viên chủ nhiệm để được hỗ trợ. Ngoài ra thì các con sẽ được tham gia các lớp học, mà cái lớp học này thì như nào? Các lớp học này sẽ là lớp học trực tiếp theo thời gian thực, các con được tương tác trực tiếp với giáo viên. Tất cả các bài học thì được ghi hình lại để cho các con ôn tập. Ngoài ra thì các con có thể tương tác hai chiều với giáo viên. Một số các bạn học cái chương trình pilot với bên em ấy có chia sẻ rằng là tại sao các con không thấy các con nói mấy. Em xin khẳng định một lần nữa, đây là có rất nhiều phụ huynh ở đây và cũng đang live trực tuyến. Em xin khẳng định một lần nữa là các con được quyền nói trong quá trình học tập. Việc các con trao đổi với giáo viên, các con có thể đề xuất với giáo viên và giáo viên trên cái tiến độ học tập của lớp ấy, cũng như là cái số lượng học sinh rồi thời gian, thì giáo viên sẽ cho các con cái quyền được nói hoặc là phát biểu bằng microphone. Cái đó là cái quyền của giáo viên và giáo viên sẽ dựa trên cái tiến độ học tập chung của cả lớp. Việc một con nói quá nhiều cũng ảnh hưởng đến các con khác. Và khi mà các con chat ấy cũng là cái việc là các con thể hiện cái quan điểm cá nhân của các con. Ví dụ chẳng hạn như các anh chị có thể thấy là khi mà các con ở trong lớp học truyền thống nhá, các con cô giáo hỏi, các bạn giơ tay. Các bạn khác có thể cũng có ý tưởng, cũng có câu trả lời, nhưng các bạn khác không được nêu ý kiến. Cũng làm cái việc là cũng có thể cô giáo không thể biết được các bạn đang nghĩ gì. Việc các con sử dụng group chat cũng là một cái lợi thế để các cô có thể hình dung ra được là các con có cái ý kiến như nào trong cái quá trình, mà các con không bị giới hạn bởi cái việc giơ tay hay là một bạn đang nói thì các con không được được phép ý kiến. Ngoài ra thì các con có thể có private chat với giáo viên nếu mà các con cảm thấy rằng là các con không theo được trên lớp hoặc là tiến độ học tập hơi nhanh, con có thể nhắn tin riêng giáo viên, cô ơi không thể, con không hiểu được đâu, hoặc là cô ơi chậm lại, thì cái này là cái giáo viên sẽ điều chỉnh. Ngoài ra giáo viên có thể chia các con thành các lớp học nhỏ hoặc là các nhóm học tập nhỏ để các con thảo luận với nhau, và các giáo viên có thể có một cái màn hình có thể nhìn được tất cả những cái phòng học đó và có thể hỗ trợ các con khi các con cần. Cái điều này không thể triển khai ở các lớp học trực tuyến, à lớp học truyền thống, bởi vì truyền thống là các thầy cô đi vào từng nhóm thì các thầy cô không thể quan sát được các nhóm còn lại nếu mà một giáo viên, đúng không anh chị? Còn ở trong cái lớp học trực tuyến này các thầy cô có thể quan sát được tất cả cái tiến độ học tập của tất cả các lớp trên một màn hình. Ngoài ra như em đã nói, bài học được ghi hình lại và các con có thể xem lại bất kỳ lúc nào. Cái này cũng là một cái khác biệt đối với cả trường học truyền thống. Tất cả các hệ thống bài học sẽ đều được lưu trữ trên cái hệ thống đám mây của Nisai và các con có thể truy cập bất cứ lúc nào các con muốn, và các con có thể truy cập nguồn nguồn tài liệu bất kỳ lúc nào các con muốn và ở bất kỳ đâu các con muốn, miễn rằng các con có username và password, các con nhớ là các con có thể truy cập được các tài liệu này. Một cái câu hỏi nữa các phụ huynh hay hỏi với em rằng là thế có sách giáo khoa không? Thì em xin khẳng định các anh chị này này, tùy từng môn học, có những môn học sẽ có sách giáo khoa yêu cầu cho các con, có những môn học sẽ không cần sách giáo khoa. Ở bên nước ngoài, ở bên Anh ấy, thì việc dạy giáo viên dạy theo sách giáo khoa là một cái rất hạn hữu, không phải là nhiều nơi như ở Việt Nam đâu. Ở Việt Nam em biết rằng là các thầy cô bám vào sách giáo khoa để dạy, nhưng ở bên nước ngoài thì các thầy cô thường là không bám vào sách giáo khoa để dạy, mà các thầy cô sẽ linh hoạt tài liệu giảng dạy dựa trên tiến độ học tập của học sinh. Học sinh học nhanh hơn, các thầy cô bổ sung thêm kiến thức. Học sinh học chậm hơn, các thầy cô bồi dưỡng kiến thức cho các con. Cái này là một cái rất là linh hoạt cho các thầy cô, và các thầy cô giáo viên đạt chuẩn ấy sẽ có năng lực, đủ năng lực, đủ kỹ năng để tìm để giúp các con làm việc này và đủ kiến thức nữa, chứ không phải là bám theo một quyển sách là đã là tốt đâu. Ngoài ra thì các con được cung cấp đầy đủ các tài liệu giảng dạy, tài liệu học tập. Các anh chị yên tâm cái điều đó, các anh chị đừng lo rằng các con không có tài liệu học tập, các con sẽ được cung cấp đầy đủ các tài liệu học tập khi mà các con cần và theo đúng yêu cầu của giáo viên. Ngoài ra thì tất cả như em đã nói ở đây cái phần cuối đấy, là các lớp học là luôn luôn được build tiếng
Có nghĩa rằng là gì? Không để các âm thanh của các cái bạn khác hoặc là ở nơi khác ảnh hưởng đến cái tiến độ học tập trung của các con. Và đây là một cái mà em muốn nhấn mạnh cho các anh chị. Và anh chị yên tâm một cái điều rằng là mới một sĩ số lớp học nhỏ ấy, các con chắc chắn sẽ có cơ hội được nêu ý kiến, chắc chắn có cơ hội được 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 đề xuất các cái ý kiến. Thậm chí các con có thể đăng ký các lớp học một một với giáo viên mà. Và chắc chắn trong lớp học một một các con có thể có ý kiến được rồi. Các con có thể dùng microphone để nói. Trong quá trình học tập thì có các cái đánh giá, em nói lại có các cái đánh giá. Thứ nhất là có đánh giá trong quá trình. Giáo viên sẽ thường xuyên đưa ra các bài kiểm tra, trong trong giờ học cũng đưa ra các bài 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 kiểm tra, ngoài giờ học, kết thúc giờ học cũng đưa ra các bài kiểm tra, bài assignment để make sure là học sinh trong cái quá trình đó hiểu được bài, nắm được tiến độ học tập. Ngoài ra sẽ đưa ra những cái bài kiểm tra đánh giá năng lực CEM. Trong cái quá trình đánh giá năng lực này thì các thầy cô sẽ nhìn xem là các con thiếu hụt cái kiến thức như nào, kỹ năng ra làm sao để các thầy cô cung cấp những cái hỗ trợ để cho các con trước khi kỳ thi có thể có được cái sự chuẩn bị tốt nhất. Và tất nhiên đầy đủ các cái report dành cho phụ huynh khi mà các phụ huynh cần. Về cái kỳ thi thì cái kỳ thi tập trung ấy thì NISAI sẽ hỗ trợ, các đội ngũ địa phương của NISAI sẽ hỗ trợ các con đăng ký các kỳ thi tập trung này và sẽ đánh giá trong cả quá trình của các con. Đánh giá con cả quá trình của các con và sẽ đăng ký cho các con thi khi nào các con sẵn sàng. Và cái này các con sẽ có một cái academic transcript nhé, có nghĩa là có bảng điểm và học bạ và kết thúc một cái mỗi kỳ học các con đều có. Tổng kết lại thì có mấy cái như sau. Thứ nhất là rất nhiều các môn học để các con lựa chọn khác với cả những cái môn học của các trường truyền thống là cái lợi thế thứ nhất. Thứ hai là các con chứng minh được cái năng lực học thuật của các con thông qua một cái chương trình quốc tế. Đấy là cái lợi thế thứ hai. Thứ ba là tất cả giáo viên đều đạt, giáo viên đạt chuẩn của Anh Quốc. Thứ tiếp theo nữa là các sĩ số lớp học chỉ 1 đến 8 học sinh thôi. Một cái nữa rằng là các con được học theo đúng năng lực của các con. Các con được enjoy, con được được thừa hưởng cái sự linh hoạt của chương trình Cambridge. Có nghĩa rằng là gì? Các con không cần kết thúc IGCSE, các con vẫn có thể học ASA level nếu năng lực của các con cho phép. Hoặc là các con có thể học một số môn ở IGCSE và một số môn ở ASA level. Điều này đang không thể triển khai ở các trường truyền thống hoặc là các trường song ngữ. Lý do là bởi vì sao? Bởi vì là cái hệ thống giáo dục của Việt Nam nếu mà dạy song song ấy thì có hệ thống về về bảng điểm đúng không anh chị? Là cứ theo 1 2 3 4 ấy thì cái đó là cái không thể triển khai được, thường là không thể triển khai được ở các trường truyền thống. Thì ở Nisai các con có thể học một số môn ở IG, một số môn ở ASA level nếu các con sẵn sàng. Giáo dục chuẩn có nghĩa là được kiểm định giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục và đem tới cho các con một trải nghiệm mà giáo dục mang tính toàn diện và cá thể hóa. Đây là tất cả những cái ý chính mà em muốn tổng hợp trong ở đây. Các môn học mà Nisai đem đến, thứ nhất là môn toán, môn tiếng Anh, môn science và môn digital literacy là ở cái môn ở cái bậc lower secondary. Lâu ở môn digital literacy là một trong số môn học mà Nisai đầu tiên triển khai, có nghĩa là một trong số những cái trường Cambridge đầu tiên triển khai cái môn học này ở bậc lower secondary. Lý do lựa chọn môn học này không phải là môn ICT là bởi vì Nisai tin chắc rằng trong cái kỷ nguyên số các con sẽ trở thành những công dân số của tương lai. Và khi mà các con trở thành công dân số của tương lai thì cái việc các con có những cái kiến thức và kỹ năng và hiểu biết về kỹ thuật số là cực kỳ quan trọng. Không hiểu biết về kỹ thuật số không khác gì là mù chữ trong tương lai cả. Thế nên là lý do vì sao Nisai đưa môn này vào giảng dạy. Thứ hai là Nisai tin rằng là ở cái bậc lower secondary các con chưa chắc đã có định hướng theo ngành về coding, chưa chắc định hướng theo ngành chuyên sâu về công nghệ thông tin. Thế nên việc triển khai cái môn kỹ thuật số ở cái bậc lower secondary sẽ là phù hợp, là nền tảng tốt để trước khi các con lên IGCSE, các con có thể lựa chọn những cái môn ICT chuyên sâu hoặc là computer science khi các con muốn. Ở bậc IGCSE các con có lựa chọn môn mathematics, english, science. Cái môn này là cái môn môn tích hợp lý hóa sinh. Thế nên môn này được tính hai đầu điểm. Có nghĩa các con chỉ cần học một môn nhưng các con được hai đầu điểm. Môn kinh tế và môn lịch sử. Các anh chị có thể thấy môn này thì theo hướng khoa học tự nhiên, môn này khoa theo hướng kinh tế và môn này theo hướng khoa học xã hội, đúng không anh chị? Như em đã chia sẻ, với những cái bạn ở tầm tuổi 13, 14 tuổi ấy, để các bạn biết được tương lai các bạn về đâu ấy, nó rất là khó. Thế nên việc ở cái bậc IGCSE các bạn nên có sự linh hoạt, có nghĩa là sự rộng, có nghĩa các bạn phải trải nghiệm đa 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 nhóm ngành. Thì từ đó các bạn mới có định hướng được ở bậc ASA level là tôi đi theo nhóm ngành nào. Đến ASA level các bạn học mà đi sai đem đến 3 môn, 4 môn là toán, tiếng Anh, tâm lý học và kinh tế. Thì tâm lý học cũng thế thôi. Tâm lý học là một trong số những môn mà Nisai là một trong số những trường Cambridge đầu tiên đưa môn học này vào chương trình giảng dạy. Học sinh học ở Nisai thì có thể học đăng ký theo dạng là học
học mang tính là học học tiêu chuẩn. Chương trình tiêu chuẩn thì các con học đầy đủ 4 môn ở bậc lower secondary, 4 môn ở IGCSE và 3 môn ở bậc ASA level. Nếu mà các con chưa có sự sẵn sàng hoặc là các con chỉ muốn bổ sung cho cái gì các con đang học trên trường ấy, thì các con có thể đăng ký từ 1 đến 3 môn tùy theo cái việc các con mong muốn. Thì tùy từng cái đăng ký của các con thì các con sẽ có những cái cơ hội tham gia những cái khác nhau. Thì cái này là cái mà em sẽ tổng hợp của phần phần khác của chương trình, hoặc là các chị quan tâm ấy thì có thể liên lạc với cả đội ngũ của Ninsight để được tư vấn thêm. Về số giờ học của các môn, ở lower secondary thì mỗi một môn sẽ là 2 tiếng. Ở IGCSE cũng thế, và ở ASA level mỗi môn là 3 tiếng. Ngoài ra thì các con yêu cầu các con phải tự học. Thì các anh chị có thể thấy là một môn sẽ là yêu cầu 1,5 tiếng các thế. Tất cả cái này thì các anh chị có thể thấy là càng lên cao ấy, thì số thời gian học các con sẽ càng nhiều. Trong đó cái số thời gian tự học của các con cũng sẽ càng tăng lên. Như lúc nãy các anh chị có thể thấy là yêu cầu của Cambridge là yêu cầu các con trở thành independent learner, có nghĩa là các con phải là người học độc lập. Một trong số những cái rèn luyện cái việc học độc lập này là các con phải tự nghiên cứu các tài liệu của giáo viên và trao đổi với giáo viên khi cần thiết. Tất cả các bài học sẽ đều diễn ra vào khung giờ buổi tối trong ngày từ thứ hai đến thứ sáu, khung giờ từ 6 giờ đến 9 giờ. Có nghĩa là các con hoàn toàn có đủ thời gian để các con tham gia các cái chương trình học trên lớp. Một số phụ huynh hỏi em ấy là làm sao học trường công mà vẫn sắp xếp được các học chương trình hệ kem ấy. Thì em chia sẻ với anh chị là này, thực tế đã chứng minh các con có thể gánh được song bằng. Có nghĩa là các con thể gánh được cả chương trình của bộ cũng như chương trình của kem. Nhưng cái điều đó là cái điều không cần thiết, không bắt buộc. Các con có thể học một trong hai. Nhưng việc lựa chọn khi nào để chọn một trong hai thì cái đấy là quyền của cả gia đình. Em chỉ muốn nhấn mạnh là nặng hay không thì chắc chắn là có nặng, nhưng gánh được hay không thì thực tế chứng minh là các bạn có thể gánh được, tất nhiên tùy từng bạn nữa. Cái thứ hai, như em đã chia sẻ, các anh chị phải chọn cái nào mà để cho phù hợp với các con, chứ đừng để an tâm cho bản thân mình. Nếu đã chọn một cái chương trình phù hợp với định hướng của gia đình cũng như phù hợp với bản thân của các con rồi thì hãy yên tâm về cái lựa chọn đó, đừng lo lắng quá, hoặc là chỉ để an tâm cho mình rồi bắt con gánh hai chương trình thì cũng là không nên. Ngoài ra thì cái việc là làm thế nào để sắp xếp này thì em có một cái gợi ý như này là các anh chị nên có sự gọi là người ta gọi là đặt cái gì quan trọng hơn ấy, có nghĩa là phải xem cái gì quan trọng hơn và đưa ra những cái lời khuyên cho con là một trong hai chương trình thì chương trình nào là chương trình con cần quan tâm hơn. Một chương trình nào là cái chương trình con cần chỉ cần đạt môn thôi hoặc là qua lớp thôi. Cái này là cái cực kỳ quan trọng. Đừng kỳ vọng con phải vừa phải đỗ chuyên, vừa phải học chương trình kem được điểm cao. Nếu mà như vậy thì nó sẽ rất rủi ro cho các con và gây áp lực cho các con. Và như thế là các con sẽ không không thấy hạnh phúc trong cái quá trình học tập. Và cái đó là cái mà em không muốn. Các anh chị nên chọn cái sản phẩm giáo dục cho các con có sự linh hoạt, nhưng cũng phải linh hoạt ở trong cái tư tưởng của các anh chị khi mà các anh chị nói chuyện với các con. Đừng kỳ vọng cao quá rồi khiến cho các con không thể theo được. Cái này là cái em luôn nhấn mạnh. Về giáo viên, anh chị có thể thấy đây là những cái giáo viên gọi là một số các cái mẫu giáo viên chính của Ninsight. Đây là tất cả giáo viên của Ninsight, nhưng ý là câu chuyện là một số trong số tất cả giáo viên của Ninsight thôi. Thì cô Corina là giám đốc học thuật của chương trình. Rồi thầy Chris cũng là tiến sĩ chuyên về 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 ngành tâm lý học và ngành ngành văn học Anh. Tất cả những giáo viên thì đều đạt chuẩn giáo viên của Anh Quốc. Đấy là một cái đặc điểm nhấn mạnh cho các anh chị. Thứ hai là các giáo viên đều có bằng đại học hoặc là thạc sĩ liên quan đến môn học mà các thầy cô giảng dạy. Đấy là cái đặc điểm mà em muốn nhấn mạnh. Ngoài ra thì các cái nhóm đối tượng học sinh mà Ninsight hướng đến, thứ nhất là Ninsight hướng đến các nhóm học sinh mà có động lực học tập rất rõ ràng. Có nghĩa là các con đang học chương trình Việt Nam nhưng con có sự quyết tâm theo một chương trình quốc tế để các con có hồ sơ tốt hơn khi mà cạnh tranh ở bậc đại học. Thứ hai là đối tượng homeschool, có nghĩa là đối tượng đã chọn ra cho mình một con đường mà con đường đó phù hợp với cả các bạn với cả cái năng lực học tập. Tiếp theo nữa là cái nhóm học tập là nhóm gifted and talented, nhóm tài năng, những cái nhóm học sinh mà có đam mê về thể dục thể thao, đam mê về nghệ thuật cũng như đam mê về âm nhạc ấy, sẽ rất là phù hợp với cả cái lựa chọn này, bởi vì là đem lại cho các bạn cái thời gian ấy thì các bạn có thể enjoy với cả những cái gì các bạn thích. Và tất nhiên có một cái nhóm nữa là cái nhóm mà các bạn có nhu cầu giáo dục đặc biệt, có thể sẽ cảm thấy là sự lựa chọn với Ninsight sẽ rất là phù hợp với các bạn. Các con khi mà đăng ký học ấy thì các con có thể đăng ký học 100% online, toàn bộ thời gian online,
Và các con có thể đăng ký học tại các Nisai House và Nisai Hub. Nisai Hub là gì? Các trung tâm học tập ủy quyền của Nisai. Nisai House là các nhóm học tập. Các nhóm học tập này do các thầy cô hoặc là do những cái người làm giáo dục tâm huyết đứng ra thành lập để hỗ trợ các con học trực tuyến với Nisai. Đây là các nhóm học tập. Còn các trung tâm học tập là các cái trung tâm đạt được cái chuẩn kiểm định của Nisai để xác định là trung tâm đấy có đầy đủ về năng lực về cơ sở vật chất, năng lực về chuyên môn cũng như là năng lực về về quản lý để mà có thể hỗ trợ được phụ huynh và học sinh trong quá trình học tập. Nếu học sinh mà học và phụ huynh có sự sẵn sàng thì có thể học trực tuyến 100%. Nhưng nếu mà phụ huynh chưa sẵn sàng có thể đăng ký tại các trung tâm học tập ủy quyền cũng như là tại các cái nhóm học tập trên cả nước. Hiện nay thì các anh chị có thể truy cập trang web của Nisai để mà có thể truy cập được tất cả những cái đơn vị. Hiện nay là Nisai đang có 16 địa điểm học tập trên cả nước. Và anh chị có thể truy cập cái thông tin này trên trang web của Nisai, là trang web là vn.nisaiglobalschool.com, là các anh chị có thể truy cập được tất cả những cái thông tin liên quan đến cái việc học giảng dạy của Nisai, các cái trung tâm học tập ủy quyền của Nisai. Thì cái phần nói chuyện của em đến đây là kết thúc. Thì em xin dành cho các cái Q&A cho các quý vị phụ huynh. Các quý vị phụ huynh mà quan tâm đến đến các cái quy trình tuyển sinh cũng như là các cái tiêu chí đầu vào của Nisai ấy, thì anh chị có thể liên lạc với cả các bạn ở Việt Nam cũng như là liên lạc với cả đội ngũ hỗ trợ tại địa phương cũng như là liên lạc với fanpage của chương trình để mà có thể được hướng dẫn thêm. Em rất cảm ơn các anh chị đã dành thời gian để lắng nghe cái buổi chia sẻ này. Kính thưa quý vị, có thể nói chương trình phổ thông Cambridge chính là bước đệm để thế hệ trẻ đất nước chúng ta biến ước mơ đưa Việt Nam vươn ra thế giới trở thành hiện thực. Để hiểu thêm về quy trình tuyển sinh cũng như các tiêu chí đầu vào của trường Nisai Global School, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với ban tư vấn tuyển sinh của nhà trường thông qua địa chỉ email ask.vietnam@nisai.com hoặc gọi điện đến đường dây nóng ở trên màn hình.